Hello, xin chào mọi người. Nay mình tiếp tục đúng không ạ? Em vừa bị lỗi kỹ thuật một chút. Hôm nay chưa kịp cả làm đèn luôn. Không có kịp cả làm đèn. Cái hình ảnh nó to quá ạ, để em cho giảm bớt lại hình ảnh chút. Hôm nay không kịp cả làm phông luôn. Bận quá. Rồi nhỏ thôi, đúng không ạ? Không cần phải lớn quá. Vâng, xin chào 300 anh em. Và tiếp tục buổi ngày hôm nay, đúng không ạ? Nay em chưa kịp cả làm cái đăng nền đằng sau luôn. Nay có chút việc bận. Rồi, mấy hôm nay bận quá, nhiều việc quá. Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mọi người tải được cái phần mềm, cái file về chưa? Ngày mới tải file về chưa? Rồi, cho nhỏ thôi, không cần nhìn to quá đúng không ạ? Rồi, chào mọi người. Mọi người có nhìn được không ạ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục làm rõ cái vấn đề là và cái gì ạ? Hôm trước chúng ta học Zalea đúng không ạ? Chúng ta làm tiếp tục làm rõ cái vấn đề về Zalea. Thì khi chúng ta hiểu về Zalea ấy thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc về sơ đồ. Buổi ngày hôm nay rất quan trọng là chúng ta sẽ phải đọc sơ đồ. Thì bây giờ anh em sẽ hôm nay em gửi cái file, quên mất không dặn mọi người là mọi người vào đây mọi người in cho em cái file sơ đồ chưa? In cái file sơ đồ chưa? Và mọi người in được cái file sơ đồ chưa? Vâng, chào mọi người. Đây, có anh em mà cho lớn lên để cho nhìn cho dễ đúng không ạ? Cho lớn lại. Mọi người nhìn mặt mình lại quên mất. Đúng không ạ? Cho to lên tí. Ở đâu mất rồi? Camera đây rồi. Đâu? To lên chút cho mọi người cùng nhìn được, không lại quên mất mặt đúng không ạ? Và thực tế là mọi người sẽ tải cái về nhá, cái đấy thì tất cả nó đều tự động bằng máy nhá, cái đấy tự động bằng máy hết, em đưa đường link lên là tự động nó sẽ trả lời mọi người. Anh nào chưa được thì thì chúng ta làm lại thao tác lại, hoặc là chúng ta thoát hẳn ra chúng ta vào lại từ đầu thì sẽ tải được về. Đó, tất cả cái phần mềm đấy chạy bằng máy hết đấy nhỉ, em không gửi đâu mà máy nó gửi. Em thiết lập lên là tự động nó chạy thôi. Và có một số anh em chưa nhận được, không biết lý do gì, một là chưa vào được hay đường link hay là chưa tải được. Đúng không? Em thấy tỷ lệ về mọi người đều làm được hết rồi. Vâng, em gửi sơ đồ cho mọi người từ file ngày hôm nay rồi, sáng ngày hôm nay hay sáng ngày nay hôm ngày hôm qua rồi chứ, ngày hôm qua rồi, em gửi ngày hôm qua rồi. Gửi ngày hôm qua mọi người cố gắng tải về. Rồi. Rồi mọi người ok chưa? Chúng ta sẽ chuẩn bị ngày hôm nay nhá, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho em cái giấy bút này, một cái sơ đồ. Hôm nay Quynh chưa kịp nhắc mọi người là chúng ta phải sơ đồ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm rõ cái vấn đề kia, sau đó hôm nay em cũng chút việc, cũng phải nghỉ sớm một chút, tầm độ chắc tầm độ khoảng 10 giờ. Sắp xỉ 10 giờ là em sẽ phải nghỉ, có chút việc, hôm nay vẫn không 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 live được đến 10 rưỡi. Thì chuẩn bị cho buổi ngày mai sẽ đọc sơ đồ nét hơn, chuẩn bị nhắc nhở mọi người tốt hơn đúng không ạ? Vâng. Thì bắt đầu chúng ta tiếp tục buổi ngày hôm nay chúng ta tiếp tục làm rõ cái vấn đề là về về Zalea đúng không ạ? Zalea chúng ta phải hiểu về Zalea. Nếu anh em không hiểu về Zalea thì anh em sẽ rất là rối, vì Zalea nó có hai tầng điều khiển. Hai tầng điều khiển thì hôm qua là giới thiệu mọi người đó là liên quan đến cái cuộn dây, thì hôm nay chúng ta cùng làm rõ về cuộn dây. Và sau khi mọi người làm rõ được cuộn dây ấy, thì mọi người sẽ hiểu được mô bin, hiểu được kim phun, hiểu được van IAC, van cầm chừng nhanh đúng không ạ, rồi van thông hơi bình xăng mọi người sẽ hiểu được, thì cả van van VVA cũng vậy thôi, mọi người đều hiểu được và mọi người có phương pháp đo và có cách đo đúng không ạ. Khi mọi người hiểu được cái vấn đề hôm qua em chia sẻ cho mọi người cuộn dây là cái gì ấy, cuộn dây có mấy đầu ấy, tại sao em có hỏi câu hỏi là cuộn dây một cuộn dây có mấy đầu ấy, thì mọi người sẽ hình dung ra được cái vấn đề là em cần chia sẻ cho mọi người đó là cuộn về cái vấn đề mô hình. Và có một số anh em nói là bảng màu của IA không có đúng không ạ, vì IA người ta vẽ hẳn sơ đồ lên rồi bằng màu dây rồi nên không cần phải bảng màu dây bằng tiếng Anh anh ạ.
Yamaha người ta sẽ vẽ sơ đồ luôn nguyên lý và sơ đồ lắp ráp chung với nhau, và người ta sẽ vẽ không vẽ số thứ tự mà người ta sẽ vẽ là màu dây. Đây là các anh phải tra bằng màu dây trực tiếp trên đấy, được không ạ? Ở mọi người nghe âm thanh được không ạ? Em nghe thấy âm thanh tốt mà. Bảng in A4 thôi, không cần phải nét. Sơ đồ đấy để mục đích để mọi người học thôi. Còn anh em nào nên in sơ đồ to ấy thì mọi người mới học thường hàng ngày được, mọi người mới hiểu được sơ đồ. Khi mọi người đọc được sơ đồ thì mọi người mới thấy giá trị được cái vấn đề là của em là không không phải nhớ, đúng không? Không phải nhớ vì sao? Vì mình tra cứu rồi. Vâng, ok, mọi người chuẩn bị nhá, một cái điện thoại, hôm nay chuẩn bị cho em một cái điện thoại nữa, hai điện thoại, tức là chúng ta sẽ phải tra cứu một phần 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 ô mô tô để chúng ta hiểu cách cái phương pháp tra cứu, tức là chúng ta sử dụng cái điện thoại của chúng ta mọi lúc mọi nơi để chúng ta sửa xe được, đúng không ạ? Vâng. Chào 400 anh em, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần tìm hiểu ngày hôm nay. Hôm trước thì có em có nóng một chút thì mọi người bỏ qua nhá. Vì thực tế hôm ấy cũng rất là mỏi và chia sẻ rất nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, vẫn có một số anh em là comment là không vô đấy, thì thực tế là có thể là anh em đang đang chưa hiểu, một số anh em có thể vào muộn hoặc là anh em đang chưa làm rõ, thì ngày hôm nay sẽ làm rõ cho mọi người. Đúng rồi, hôm nay sẽ làm rõ cho mọi người một cái hiểu về dơ le, vì dơ le mọi người không làm rõ thì mọi người sẽ rất là rối, vì mỗi một dơ le nó sẽ sử dụng 4 chân và sau 4 sợi dây, và sau này mọi người sẽ làm đến cái vấn đề là dơ le 5 chân thì nó sẽ có 5 sợi dây, thì hôm nay em sẽ làm rõ cho mọi người dơ le là cái gì, chúng ta hiểu về dơ le, chúng ta chọn dơ le, cách chọn dơ le rồi thì chúng ta có cách mà chúng ta đọc sơ đồ, chúng ta hiểu được cái tầng điều khiển và tầng cơ cấu chấp hành, cái phần tiếp điểm của nó như nào, đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái câu hỏi ngày hôm qua, thì hôm nay em đã ghép cái mặt đồng hồ vào rồi. Rồi mọi người cố gắng nhá, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng bằng cái file sơ đồ hôm nay em gửi này. Thứ nhất là cái file sơ đồ gửi, và thứ hai nữa chúng ta sử dụng điện thoại. Cái điện thoại mọi người ấy để chúng ta ứng dụng và chúng ta tìm kiếm cái phần mềm ôn trên phần mềm ôn mô tô để mọi người hiểu rõ hơn về sơ đồ. Khi chúng ta làm được sơ đồ ấy, hiểu về sơ đồ thì chúng ta không còn quan tâm về nhớ về cái sơ đồ, cái màu dây trên xe nó như thế nào, nó chạy đi đâu về đâu. Chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ nhìn trên sơ đồ thôi. Và sau này chúng ta đọc về về phương pháp, về hệ, về cảm biến, về hệ thống. Thì hôm nay chúng ta chỉ liên quan đến cái những cái nhỏ nhỏ thôi. Sau này chúng ta sẽ sâu chuỗi tất cả những cái cảm biến, những cái hệ thống như dơ le, các tiếp điểm khóa điện hay tất cả mọi thứ để chúng ta sâu chuỗi lại thành một cái hệ thống. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống khởi động. Xe đến không đề được thì chúng ta sẽ phải biết tìm ở đâu. Xe đến không có cao áp thì chúng ta biết tìm ở đâu. Đúng không ạ? Rồi xe đến mất bơm xăng kim phun thì chúng ta phải biết tìm ở đâu, những điều kiện gì. Và chúng ta nhìn trên sơ đồ, chúng ta chỉ cần tìm đến một sợi dây, đến một chỉ cần gần như chỉ một sợi dây là chúng ta đã tìm được rồi. Để chúng ta phân tích qua sơ đồ mạch điện để chúng ta tìm đúng một sợi dây và vị trí chân nó, và chúng ta tìm đúng chân đấy. Và sau này mọi người sẽ biết được là cái chân đấy nó sẽ phải là bao nhiêu vôn. Đúng không ạ? Thì sau buổi ngày hôm nay mọi người sẽ biết được cái chân ở kim phun của chúng ta là bao nhiêu vôn, dơ le là bao nhiêu vôn, rồi van cầm chừng nhanh của chúng ta bao nhiêu vôn, và van VVA là bao nhiêu vôn. Mọi thứ nó chỉ là một cuộn dây. Nên là giải thích cho mọi người rõ ràng cái vấn đề là hôm nay, buổi ngày hôm nay sẽ làm rõ mọi vấn đề. Đúng không ạ? Có nhiều anh em cứ đi đo điện trở kim phun ấy, bản chất mọi người đo nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Trừ khi nó đứt rồi thì nói làm gì, đúng không ạ? Hoặc là tăng trở lên hoặc là giảm trở đi thì lúc đấy nó bị chập, nó hỏng rồi. Đúng không ạ? Thì cái điện trở kim phun ấy thì mọi người bản chất là đo cuộn dây của nó thôi, còn cái cơ cấu cơ khí của nó bên trong thì mọi người không làm được, không kiểm tra được, đúng không ạ? Một số anh em mua cái kim phun mới hàng lô về lắp vào nó chả chạy được, thì làm sao mà chúng ta đo điện trở để làm giải quyết, không giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Rồi thì buổi ngày hôm nay sẽ tiếp tục cái phần ngày hôm qua để làm rõ được cái vấn đề là một cuộn dây có mấy đầu, đúng không ạ? Thắc mắc mãi, đúng không ạ? Hôm qua hỏi mọi người tại sao cứ phải hỏi một cuộn dây có mấy đầu, thì chia sẻ cho anh em rõ ràng rồi, thấy bảo anh em nhiều anh em hỏi là cái câu hỏi như thế mà cũng đi hỏi, đúng không ạ? Thì mọi người phải nghĩ nó đơn giản đi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái cuộn dây. Hôm qua mọi người em giải thích cho mọi người là một cuộn dây có hai đầu, thì hôm nay mô phỏng cho mọi người cái cuộn dây nó ngắn hơn, đúng không? Cuộn dây ngắn hơn thì mọi người đều rõ hình dung ra được cái vấn đề. Thì hôm nay câu hỏi sẽ xoay quanh cái vấn đề là đường dây, đúng không? Để mọi người hiểu hơn về sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Ok không ạ? Mọi người ok để chúng ta cùng tiếp tục, để em sẽ có đặt câu hỏi nha. Bây giờ câu hỏi này, như hôm qua giải thích này, khi em đưa cái bình ắc quy này vào này, em cấp một nguồn 12V cho cái một đầu của cuộn dây. Thì hôm qua giải thích cho mọi người một cuộn dây nó có hai đầu rồi, đúng không ạ? Một cuộn dây có hai đầu. Thì một vấn đề là đầu tiên là chúng ta thấy được chúng ta cấp nguồn 12V cho một đầu cuộn dây. Thì câu hỏi còn lại là chúng ta để nguyên như thế này trên sơ đồ này. Chúng ta đo ở một đầu còn lại
với mát của bình ắc quy nhá. Nhưng hôm qua nhiều anh em hỏi và đo ở đâu ấy, em không hỏi khó như thế đâu. Câu hỏi của em là đo với bình ắc quy, thì hôm nay em mô phỏng cho mọi người rõ hình dung luôn. Là bây giờ em hỏi là bây giờ một đầu em cấp 12V và một đầu của sợi dây, một sợi dây còn lại khi chúng ta đo với bình ắc quy để không như này thì nó sẽ là bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Câu hỏi để mọi người làm rõ về sơ đồ, rõ về cái bản chất của dơ le để làm gì. Vì dơ le nó làm hai tầng điều khiển khác nhau hoàn toàn. Một hình dung nhá, tí nữa em giải thích cho mọi người tại sao nó là hai phần khác nhau. Nên chúng ta phải hiểu phần điều khiển và phần tiếp điểm của nó khác nhau nhá. Một cái sơ đồ mạch điện thì nó sẽ có hai phần như vậy, riêng dơ le nó là như vậy. Rồi dơ le 5 chân. Rồi mọi người hiểu cái phần này chưa? Ok, cái phần này tại sao nó lại là 12V như hôm qua chưa? Rồi mọi người comment giúp là chúng ta bình luận nhá để em làm rõ cho mọi người phần này, vì phần này nó rất quan trọng. Một số anh em chưa có biết đánh giá cái phần này nó quan trọng hay không, nhưng với em thì em sẽ rất thấy đánh giá nó rất là quan trọng. Đó, rất quan trọng. Em đánh giá cái phần đọc hiểu sơ đồ và phần này rất quan trọng để chúng ta làm những cái việc sau này nó sâu hơn rất nhiều, tức là nó liên quan đến mạch điện của những đời xe sau này. Giống như anh đang học bản vẽ đấy, để anh có thể đọc, giống như một người thợ xây người ta phải đọc được bản vẽ chẳng hạn như vậy. Còn nếu không đọc được bản vẽ thì mãi mãi chỉ đi xây thôi. Còn nếu người ta đọc được, nó bóc được thì ta sẽ có thể là lên được một cái mức độ nó tốt hơn một chút, đúng không ạ? Giống như bây giờ chúng ta sửa điện mà chúng ta không đọc được sơ đồ mạch điện thì chúng ta không thể làm được, khó lắm, chúng ta phải nhớ, đúng không ạ? Rồi ok, thì bây giờ câu hỏi của em là bây giờ nó là 12V, một đầu này ai cũng hiểu đúng không? Ai cũng hiểu là bây giờ cấp một nguồn 12V và đầu dây này sợi dây thì đầu còn lại khi chưa với mát thì nó sẽ là 12, đúng không ạ? Ok không ạ? Mọi người thấy cái phương pháp này em chia sẻ cho mọi người nó đơn giản đó. Chúng ta bóc ra từng cái mạch nhỏ một, vì trên xe của chúng ta gồm rất nhiều mạch nhỏ ghép lại thành một cái ECM khối điều khiển. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta từng bóc từng mạch một, và sau này mọi người sửa xe cũng sửa theo một mạch nhỏ một, ví dụ như là mất kim phun hoặc mất bơm xăng thì chúng ta sẽ phải tìm ở đâu, như thế nào. Và những cái xe đời mới nó ít dơ le hơn thì mọi người sửa xe nó dễ hơn rất nhiều. Cái xe đời cũ là khó nhất, đó chính là con SR hoặc con Lít 4 dơ le, thì mọi người sẽ bị rối ở phần này. Và rất nhiều anh em phải nhớ từng chân con dơ le một nó góc, ví dụ như nhiều anh em nói là bên tay phải là con dơ le này là dơ le gì, chân này màu gì, rất là phức tạp. Với em nếu không đề được thì em sẽ tìm ở trên dơ le nào, nếu nó không mất bơm xăng tìm ở dơ le nào, mất dơ le chính thì nó như nào, nó mất hoàn toàn, tí nữa sẽ giải thích mọi người nhá. Rồi ok chưa? Bây giờ mọi người nhìn trên cái mô phỏng ở trên phần này em đã mô phỏng rồi. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cái ứng dụng như này, và bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần trên sơ đồ mạch điện nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang sơ đồ mạch điện nhá. Vì cái chân này mọi người hình dung này, cái chân này nhá, mọi người hình dung là chân que đỏ này, mọi người hình dung que đỏ không ạ? Các em chỉnh cái chuột nhá. Mọi người hình dung chân que đỏ. Khi chân này nó chưa nối với mát thì có phải là mọi người đang nối với đây khác gì sợi dây không ạ? Khác gì sợi dây không ạ? Một sợi dây có hai đầu, hôm qua giải thích rồi. Thì hôm nay chúng ta thấy được là chúng ta cấp nguồn 12V vào đầu bên dạy cuộn dây. Khi đầu bên này chưa nối với mát thì nó sẽ phải bao nhiêu vôn, đúng không ạ? 12V như hôm qua giải thích rồi. Vì chẳng nhẽ bây giờ đầu này nó là 12V, đi qua đây nó lại không còn 12V thì tức là nó mất điện ở đâu rồi. Phải không ạ? Nếu bây giờ đầu này mình đang cấp 12V vào đầu cuộn dây và đầu bên này đầu cuộn dây mà không có 12V thì theo mọi người nó bị làm sao? Cái tỷ lệ này rất thấp. Theo mọi người sao? Bỏ qua trở kháng ấy nhá, đừng quan tâm trở kháng làm gì cả. Rồi em không quan tâm trở kháng cái vấn đề này nhá, vì nó là cuộn dây thôi. Mọi người đo điện trở nó không giải quyết được vấn đề. Chúng ta sẽ học theo kiểu điện áp, nó dễ hình dung hơn rất nhiều. Ok không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến chiếc xe. Bây giờ nhá, mô phỏng lên phần này nhá, đúng không ạ? Rồi, đứt dây. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa ở trên cái sơ đồ này, em ứng dụng vào xe, đúng không ạ? Ứng dụng một chút vào xe máy. Một chút đấy nhá. Em không bao giờ em bóc ra từng mạch nhỏ đâu. Em sẽ nhìn trực tiếp trên sơ đồ mạch điện, tức là một cái sơ đồ to ấy, một sơ đồ to. Tức là sau này chúng ta sẽ chỉ quan tâm sơ đồ nguyên lý thôi. Chúng tôi sẽ giải thích cho mọi người cái phần sơ đồ nguyên lý. Tức là chúng ta sẽ nhìn trên tổng thể một chiếc xe, nó chỉ có gói gọn ở đấy thôi. Đừng bóc ra nhiều cái mạch nhỏ làm gì sẽ bị rối. Mọi người luôn luôn phải bị động phải tìm cái mạch này mạch kia, nó phức tạp. Nhìn trực tiếp trên một chiếc xe, khi có một cái sơ đồ nguyên lý thì mọi người sẽ sửa hoàn toàn được chiếc xe đấy. Được không? Chỉ cần một bức tranh sơ đồ là mọi người đã làm được đường dây rồi. Không cần quá nhiều bóc tách ra quá nhiều sơ đồ để mọi người bị rối, mà thực tế mọi người nhìn trên sơ đồ sẽ thấy ngay. Thế bây giờ mô phỏng như vừa rồi thì cái việc cuộn dây của chúng ta là cái cuộn dây em vừa mô phỏng đây này, mọi người nhìn thấy cái mô phỏng đây không? Mô phỏng đây thì mọi người thấy được nó có giống cái cuộn dây ở trong dơ le này, đúng không? Đúng ạ. Rồi bỏ qua sụt áp, nghĩa là bỏ qua sụt áp với điện trở kháng nhá. Bỏ qua sụt áp trở kháng đi. Vì cái này nó là tải thiết bị rồi. Mọi người đo qua cuộn dây thì kiểu gì nó bị sụt áp và nó phải có điện trở rồi, đúng không ạ? Bỏ qua đi, mọi người đừng bỏ qua đi, em sẽ giải thích một cái cách đơn giản hơn. Bỏ qua trở kháng đi. Bỏ qua trở kháng. Bỏ qua sụt áp, đây em không hỏi về cái sụt áp đấy.
Đây đang hỏi về cái nguyên lý hoạt động nó cơ, không hỏi về sụt áp hay gì nó cao siêu quá. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người hình dung không ạ? Thì bây giờ mọi người bật cái khóa điện này, cái bình ắc quy của mình nó đi qua con cái cầu chì đúng không ạ? Qua cầu chì như này. Và sau đó đi qua khóa điện, mọi người lưu ý nhá, cái khóa điện của mình ấy, cái khóa điện của mình ấy nó chỉ là cái công tắc thôi. Nó giống như công tắc bấm cọ, giống như cái công tắc pha cốt chẳng hạn của mình ấy, nó là công tắc thôi. Thay vì mình bật tự do được thì nó phải có cái răng cơ khí thì nó mới cho mở. Đó là dạng như vậy. Công tắc. Rồi, mình hình dung ạ, công tắc. Thì bây giờ một đầu của mình này, khi mình mở khóa điện nên cấp nguồn cho một đầu của cuộn dây ra le. Mọi người lưu ý đối với cái dòng Honda nhá, hay là những cái dòng xe đời mới bây giờ đều là gì ạ? Cái cuộn dây, cái dây le này đều có 12V ở hai đầu luôn. Mọi người hình dung ạ. Bây giờ nhá, một đầu cấp 12V như thế này phải không ạ? Rồi, sơ đồ này chưa có vôn, có anh em comment đúng vì cái khóa này của chúng ta gì ạ? Đang mở. Phải không ạ? Khóa này đang mở thì đo ở đây bao nhiêu vôn ạ? Có một anh rất tinh ý nhá. Bao nhiêu vôn ạ? Nếu theo sơ đồ như này bao nhiêu vôn? Vì cái khóa này, khóa K này mọi người phải đọc đúng kỹ thuật, đúng sơ đồ kỹ thuật ấy, cái khóa K này đang mở thì nó sẽ không có điện. Mọi người giống hình dung ra điện nó giống như nước ấy thì phải có đường dây. Vâng. Mọi người hình dung ra đường dây không ạ? Cái đường dây này giống như hệt đường nước. Có ta ống của ta dẫn đến đâu thì nước chảy đến đó. Giống như vậy, nước như điện của chúng ta ấy, chạy, nếu chúng ta có dây dẫn thì điện ở đây nó chạy qua cầu chì. Cầu chì này chúng ta vẫn đi qua được đúng không ạ? Điện vẫn chạy qua được cầu chì. Và đến điểm này thì nó dừng. Vì sao ạ? Vì chúng ta chưa mở khóa điện, đang khóa mà đang tắt. Cái công tắc khóa của chúng ta đang mở. Giống như cái sơ đồ như này, ở đây là sơ đồ nguyên lý, mọi người hình dung nhá. Em sẽ giải thích cho mọi người ở phần này. Nó sẽ ứng dụng dần dần đến cái sơ đồ của chúng ta. Ví dụ như cái sơ đồ của lít 110. Đúng không ạ? Lít 110 đây nhá. Thôi sơ đồ lít 110 nó hơi rối, mở sơ đồ lít 125 nó dễ hình dung hơn. Rồi mọi người hình dung ạ. Khi cái khóa điện này, đây là chính là khóa điện của chúng ta đang mở, trạng thái mở như này nó sẽ không có điện. Trạng thái mở này nó không có điện, vì điện nó chạy được qua đâu? Đây là bình ắc quy chúng ta này, đây là bình ắc quy, chúng ta kéo cái bình ắc quy chạy qua cầu chì. Chạy qua cầu chì và sau đó đi qua một tiếp điểm gọi mình gọi mọi người hay gọi là dây trước khóa đúng không ạ? Đây là dây trước khóa và sau đó nó sẽ chuyển thành sang dây màu đen. Đen sọc trắng là dây sau khóa. Khi chúng ta mở khóa K, tức là cái đóng tiếp điểm này lại với nhau thì điện nó mới chạy từ cực dương này với cấp nguồn cho, chút nữa sẽ tìm hiểu nhá. Tí nữa sẽ tìm hiểu cái phần này, em chỉ giải thích qua một chút thôi. Đúng không ạ? Rồi mọi người cùng quan tâm nhá, quan sát này. Rồi bây giờ khóa K của chúng ta đang mở như này thì chúng ta đo ở cái điểm này nó sẽ là 0V. Đúng không ạ? 0V. Còn bây giờ em đóng cái khóa K này chẳng hạn, bây giờ em đóng cái khóa K này xuống thì theo mọi người nó là bao nhiêu vôn? Khóa K này bao nhiêu vôn ạ? Theo mọi người khóa này là bao nhiêu vôn? Bây giờ em đóng cái khóa K này xuống rồi thì cái khóa K này là bao nhiêu vôn? Bây giờ mọi người thấy nó kín mạch chưa ạ? Cái mạch điện lúc nãy của chúng ta bị hở, điện nó chạy đến đây và cái khóa K của chúng ta mở thì nó sẽ không chạy được sang bên này. Còn bây giờ em đóng khóa K xuống thì lúc này thì sao? Điện nó sẽ chạy qua cầu chì, chạy qua tiếp điểm của ổ khóa và chạy qua đầu cuộn dây cấp nguồn cho cuộn dây và lúc này chạy xuống đây hở mạch nhá. Mọi người hở mạch thì theo mọi người là gì? Ví dụ như bây giờ chúng ta đóng điện như này thì điểm này chúng ta hở, chúng ta chưa nối về 0V ấy. Chúng ta chưa nối về 0V thì điểm này nó có hoạt động không? Thì theo mọi người nó có hoạt động không? Dây này có hoạt động ạ? Theo mọi người dây này có hoạt động không? Bây giờ ví dụ như này, cái đầu này chúng ta chưa nối với mát, đầu này chúng ta đầu cái đầu điểm số 3 này, mọi người lưu ý điểm số 3 này, chúng ta chưa nối với mát thì theo mọi người nó có hoạt động không? Giờ này có hoạt động không? Câu hỏi nhá. Hôm nay sẽ tương tác mọi người để chúng ta làm rõ cái vấn đề hơn. Vì cái phương pháp nếu mọi người muốn để chúng ta thoát ly khỏi cái giáo án, thoát ly khỏi giáo trình và chúng ta muốn chủ động về tất cả các sơ đồ mạch điện, chủ động về tất cả các đời xe về đường dây thì chúng ta phải làm như vậy. Ok. Mọi người cho hỏi bây giờ chúng ta ở cái điểm số 3 này chúng ta chưa nối với mát thì cái dơ le này có nhảy không? Có hít không? Dơ le có hít không? Theo mọi người nó hít không? Rồi có rất nhiều anh em nói là không đúng không ạ? Vì lúc này mọi người sẽ thấy được là cái mạch này nó hở. Đúng không ạ? Mạch này hở vì nó chưa nối với mát. Mọi người hình dung ạ? Chưa nối với mát. Nhiều anh em rất nhầm tưởng là đây là mát nhưng thực tế nó khi nó chưa nối với mát thì nó vẫn là dương. Vì nó là cuộn dây. Bao giờ cái điểm số 3 này được nối với mát thì lúc này nó mới về 0V. Đúng không ạ? Còn điểm này khi chưa nối với mát tức là lúc này nó vẫn là dương nguồn và không hoạt động. Đúng không ạ? Rồi không hoạt động. Rồi đúng không ạ? Rồi không hoạt động đúng không ạ? Rồi mọi người hiểu phần này rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ ứng dụng nhá, mọi người ứng dụng lên trên sơ đồ mạch điện nhá. Em chưa vẫn phân tích về cái vấn đề là tiếp điểm nhá, tiếp điểm bên cạnh là chân số 2 và chân số 4 bỏ qua, chưa hỏi về phần này nhá. Chưa hỏi phần này, bây giờ chúng ta mới bóc một mạch thôi. Cái mạch này chỉ là mạch điều khiển con dơ le này thôi. Mạch này dơ le này thôi.
Được, mạch cái điểm điều khiển cái tiếp điểm tức là cuộn dây này thôi chứ không nói về phần khác. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trên sơ đồ mạch điện nhá. Không hít đúng không ạ? Rất nhiều anh em đã hiểu. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Rồi chúng ta tìm hiểu nhá. Mọi người hình dung này, mọi người hình dung tìm hiểu cái dưa len 5 chân. Cái dưa len 5 chân với 4 chân nó chẳng khác gì nhau cả, nó thêm một tiếp điểm thôi. Mọi người tí nữa sẽ giải thích mọi người chân 4 dưa len 4 chân với 5 chân nó khác gì nhau. Rồi bây giờ cùng tìm hiểu này. Ở đây mọi người thấy được là cái khóa K này mọi người cùng ứng dụng trên sơ đồ nhá. Em zoom lên một chút để cho mọi người dễ hình dung này. Chúng ta cần quan tâm cái vị trí chúng ta cần làm thôi. Rồi câu hỏi nhá, câu hỏi này. À, mọi người có nhìn được cái sơ đồ này không ạ? Mọi người có nhìn được sơ đồ này không ạ? Cho to lên chút nữa nha. Rồi mọi người nhìn được sơ đồ không ạ? Cho zoom to lên nữa nha. Rồi bây giờ câu hỏi nhá, câu hỏi này mọi người cùng ứng dụng lên sơ đồ này nhá. Ứng dụng lên sơ đồ, mọi người chờ chút, mọi người ok thì chúng ta sẽ tiếp tục. Có anh em nhìn được chưa? Tí nữa để chúng ta ứng dụng vào đọc sơ đồ. Cái mục đích chia sẻ mọi người để đọc sơ đồ là chính thôi. Còn cái con dưa len thì nó rất đơn giản, nếu mà chúng ta không hiểu chúng ta sẽ thấy rất là dối. Rồi, sắp 500 anh em rồi, mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ. Sắp 500 anh em rồi. Rồi cái bài này hôm rất là hay nha, bài đọc hiểu sơ đồ, chút nữa sẽ đọc một sơ bộ một chút đọc hiểu sơ đồ. Ngày mai chúng ta sẽ làm rõ hơn vì hôm nay không nhắc nhở mọi người in cái sơ đồ ra để chúng ta đọc sơ đồ. Rồi ok, mọi người nhìn được rồi đúng không ạ? Ok nhá, chúng ta sẽ tiếp tục này. Thì bây giờ mọi người thấy được cuộn dây này không ạ? Cuộn dây của dơ le này. Cuộn dây dơ le. Thì bây giờ mọi người sẽ thấy được là bây giờ cái khóa bình ắc quy chúng ta này, cấp cái đưa cái điện đường dây này, dây màu đỏ bình ắc quy này, chúng ta đưa lên đường dây vào gì ạ? Đến cái gọi là nguồn trước khóa đúng không ạ? Đây là nguồn trước khóa, thì mọi người thấy được cái khóa K của chúng ta đang mở. Cái khóa K đang mở thì lúc này điện nó sẽ không chạy qua bên này được nữa. Nhưng bây giờ ví dụ nhá, đây là cái sơ đồ em không đóng được xuống. Thì bây giờ ví dụ mọi người sẽ cấp nguồn, chúng ta đang ví dụ là chúng ta mở khóa điện lên thì lúc này cái khóa K này sẽ nối với đây. Mọi người dùng ạ, tí nữa sẽ đọc sơ đồ để giải thích qua cái phần dơ le thôi. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái tiếp điểm này khi chúng ta đóng xuống thì dây điện thì điện 12V sẽ tiếp tục chạy theo đường dây dẫn này. Chạy theo dây dẫn này đến điểm nối này, nó sẽ cấp nguồn cho dơ le 5 chân. Tí nữa sẽ giải thích sâu hơn, bây giờ đang tập trung phần này. Cố gắng nhá, cái phần này nó hơi khó hiểu một chút. Cố gắng phần này sẽ không khó hiểu một chút, sau này sẽ anh sẽ dễ hình dung hơn. Rồi cái sơ đồ này chúng ta sẽ tiếp tục đến này. Thì theo mọi người bây giờ ở đây, cái chân như này, cấp nguồn cho, ví dụ ta đóng cái khóa K này, nguồn điện nó chạy xuống đây và chạy cấp nguồn cho cái cuộn dây đầu tiếp điểm giống như cái sơ đồ vừa lấy của chúng ta đúng không ạ? Không nhìn được à? Không chỉnh được máy quay nhá. Ở đây em đang làm trực tiếp ở trên máy tính, không có máy quay. Rồi chúng ta cùng tìm hiểu lại một lần nữa nhá. Rồi mọi người chia sẻ cái này video nhá. Rồi chúng ta tìm hiểu rõ hơn một chút này về cái cuộn dây. Mọi người thấy cái tả lại một lần nữa nhá. Khi cái dương nguồn ắc quy chúng ta này gọi là dương trước khóa đúng không ạ? Cái nguồn trước khóa cấp nguồn là đưa đường dây này theo đường dây màu đỏ sọc xanh này đến cái tiếp điểm của khóa của chúng ta. Đây là khóa điện nhá. Mọi người lưu ý đây là cái khóa điện này. Công tắc khóa điện nhá. Cái khóa điện của chúng ta chỉ bản chất chỉ là một công tắc điện thôi. Mọi người hình dung tí nữa mình sẽ đọc về sơ đồ, mọi người hình dung là cứ kín mạch thì nó sẽ hoạt động. Thì ở đây cái mạch của chúng ta đang bị hở như này thì nó sẽ gọi là đang mở khóa, đang tắt khóa điện, đang off, trạng thái off ấy, nó sẽ không hoạt động được. Thì bây giờ mọi người đóng cái khóa K, tức là chúng ta mở khóa điện lên thì cái nguồn điện này bắt đầu nó chạy sang đây. Đúng không ạ? Nó nối vào đây, nó chạy vào đây. Sẽ tiếp tục nó chạy đi đâu? Mọi người sẽ thấy được cái đường dây nó chạy vào và nó cấp nguồn cho đầu cuộn dây này. Thì đầu theo mọi người câu hỏi đúng như lúc nãy mọi người thấy được nếu ở đây có 12V thì đầu bên này nó sẽ là bao nhiêu volt? Và cái chân 32 mọi người sẽ đo nó sẽ phải là bao nhiêu volt? Theo mọi người ở đây chân 32 này sẽ phải là bao nhiêu volt? Theo mọi người đặt câu hỏi này. Bây giờ đặt câu hỏi nhá, bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về cái cuộn dây này đã, chúng ta chưa tìm hiểu về cái phần còn lại của dơ le, tức là tiếp điểm. Khi chúng ta hiểu dơ le ấy, tiếp điểm thì mọi người sẽ hình dung ra được cái vấn đề là dơ le 5 chân với 4 chân nó khác nhau cái gì? Cực kỳ đơn giản. Rồi, thì mọi người hình dung ra chưa? Thì nên là sau này mọi người về mọi người kiểm tra trên dơ le trên xe ấy, tất cả đều khi chúng ta mở khóa điện đối với những dòng xe phun xăng điện tử này đều phải có 12V ở hai đầu dơ le nhá. Bắt buộc phải có. Đúng không ạ? Mọi người hình dung được cái này không ạ? Phần này không ạ? Mọi người hình dung được phần này chưa ạ? Rồi.
Chào 500 anh em, cố gắng chia sẻ video đúng không ạ? Rồi mọi người hình dung được cái phần 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 em muốn chia sẻ không ạ? Rồi mọi người hình dung ra cái phần em chia sẻ này không ạ? Để nó dễ dàng. Rồi mọi người làm rõ vấn đề thôi. Cái thời gian rất dài nên em cố gắng làm sao để cho anh em cùng hiểu, để sau những phần sau mọi người bám sát được cái phần phần em chia sẻ. Vì phương pháp của em là không phải nhớ mà, không phải nhớ thì bắt buộc phải giai đoạn đầu này mọi người phải học cái phương pháp khác, đó là cái cách thay đổi của mình đi để chúng ta làm sao thấy nó cuộc cái công việc nó nhẹ nhàng hơn, là do chúng ta phải đọc được sơ đồ. Rồi có một số anh em không là như nào anh? Chưa hiểu lắm. Đúng rồi, cái dây Y là dây vàng. Ở cái bảng hôm nay em gửi cho mọi người là bảng 30 bảng màu dây ấy, mọi người cố gắng in ra và học nhá. Vâng đúng rồi anh Tùng, anh nói là chưa bật khóa nó là không vôn thì rõ ràng rồi. Đó, anh Tùng anh có comment là không vôn khi chưa mở khóa thì chân 32 chân màu vàng này, này là chính là cái dây dưa lây 5 chân ấy, dập mắt cho dưa lây 5 chân chúng ta ấy. Khi chúng ta mở khóa mà chúng ta chưa mở khóa nó sẽ là không vôn là đúng, là rõ ràng. Vì sao? Vì nó không có điện thì làm sao mà có 12V đây được. Còn khi chúng ta mở khóa điện lên thì lúc đấy nó sẽ cấp 12V, sẽ chạy thẳng qua cuộn dây này, cuộn dây này và đến chân 32 và đợi ECM dập mát cho nó nha. Mở khóa nhá. Đã có nghĩa là chúng ta mở khóa điện lên ấy, bật khóa điện lên, on lên, on khóa điện lên. On khóa điện lên thì cái đường dây em đang đăng tải là on đây, vì cái sơ đồ này không không đóng khóa được, không tả được như vừa rồi là để đóng khóa xuống. Vâng, cái sơ đồ đấy bản chất chỉ để cho mọi người học thôi. Còn mọi người muốn làm về học thường hàng ngày thì mọi người lên in sơ đồ to. Cái sơ đồ đấy chỉ gửi cho mọi người để mọi người in ra để học thôi, không quan trọng phải nét đâu, mọi người nhìn được là được, đúng không ạ? Rồi. Rồi mọi người hình dung ra được cái vấn đề này chưa? Một cái chân này chưa? Rồi chân 32 nhá. Sau này mọi người sẽ nhìn thấy này, cái chân 32 này bao nhiêu vôn này, chân B5 này bao nhiêu vôn này, chân A4 này bao nhiêu vôn này, chân A10 này bao nhiêu vôn, chân A11 này bao nhiêu vôn. Có muốn nhìn thấy không ạ? Có muốn nhìn thấy không? Nhìn nửa bên này là bao nhiêu vôn không? Sau này mọi người sẽ thấy các cái chân này đều nhìn thấy nhá, đều nhìn được chân 12V. Nên là sau này mọi người sẽ thấy, mọi người hình dung này, sau này mọi người sẽ thấy khi chúng ta mở khóa điện lên, đối với những dòng xe phun xăng điện tử, mọi người sẽ phải đo ở hai đầu kim phun. Khi mở khóa điện lên, hai đầu kim phun này sẽ phải có 12V, bắt buộc phải có 12V. Đó. Nếu cái đầu chân số 9 này, ví dụ ở chân số 9 này, nếu không có 12V thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi 12. Và lúc này chúng ta mở khóa điện lên thì không thấy nghe thấy tiếng bơm xăng. Cái này sẽ học về hệ thống sau. Cái này chỉ giải thích cho mọi người nhá. Thì mọi người sẽ thấy được là cái vấn đề đây là chân 32 này khi mở khóa điện lên bắt buộc phải có 12V. Chân B5 này cũng vậy, khi mở khóa điện lên bắt buộc phải có 12V. Đúng không ạ? Rồi chân A4 này cũng bắt buộc phải có 12V khi mở khóa điện lên. Chân này chính là chân nguồn của ECM. Rồi cái này sẽ đọc vào sơ đồ sau. Chút nữa sẽ đọc về sơ đồ, hôm nay chỉ giới thiệu qua một chút thôi. Rồi thì sau này mọi người sẽ nhìn thấy lửa bên phải của sơ đồ này đều là 12V hết nhá. Thường là 12V nữa. Vì nó là cơ cấu chấp hành, vì đợi lúc này thì ECM sẽ đợi dập mát cho nó. Được không ạ? Mọi người hình dung ra chưa? Được. Rồi anh em cố gắng, hôm nay thì chưa phân tích sâu về sơ đồ được, vì một số anh em chưa in sơ đồ ra, in tranh ra thì lúc đấy ngày hôm nay học nó sẽ không được hiệu quả, nên cố gắng là ngày mai em sẽ nhắc nhở mọi người phải in sơ đồ ra để chuẩn bị tối ngày mai sẽ làm cái việc đọc sơ đồ. Ok không ạ? Ok không ạ? Vâng, chào mọi người. Vâng, ok anh. Dưa lây 5 chân bản chất như này nhá, bây giờ em sẽ giảng qua một chút thôi. Được rồi, một chút về dưa lây 5 chân rồi. Sau này em sẽ đọc, mọi người hình dung nhá, hôm nay chúng ta chỉ chạm ngưỡng vào một chút về xe thôi. Chúng ta chưa học về xe đâu. Và sau này chúng ta sẽ học về hệ thống, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái cấu kiện và các vị trí, và sau này chúng ta đọc được chân sơ đồ, và sau này mọi người thích chập âm chập dương không sợ chết ECM, trừ khi muốn chúng ta muốn nó chết thì nó chết thôi, chứ còn sau này tỷ lệ nó chết nó rất là khó. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người sẽ hình dung cái dưa lây 5 chân này nhá. Vâng. Và mọi người hình dung không ạ? Cái kim phun của chúng ta cũng là một cuộn dây, vì nó có hai đầu. Sau này chúng ta sẽ học về kim phun, em sẽ tả rõ hơn cho mọi người, và ngày mai sẽ đọc về sơ đồ, em sẽ tả rõ hơn cho mọi người về kim phun nó như thế nào. Rồi dưa le nó là thế nào, rồi bơm xăng nó như thế nào, rồi mô bin nó như thế nào, nó rất là rõ ràng. Rồi bây giờ mình sẽ tả cho mọi người cái vấn đề dưa le 5 chân nhá. Vâng, mọi người sẽ bây giờ sẽ cùng tả nhá.
Bây giờ mọi người hình dung ra được này. Mọi người hình dung ra được cái chân màu vàng chân 32 này. Khi bình thường ấy, cái dơ le 5 chân của chúng ta ấy. À thôi tí nữa em sẽ giải thích cái dơ le 4 chân trước, sau đó mình sẽ học về dơ le 5 chân thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Đúng không ạ? Một chút nữa sẽ học nha. Bây giờ mọi người hiểu cái cuộn dây của dơ le chưa ạ? Dơ le nó sẽ chia làm hai phần, hôm qua em bóc ra rồi, chia làm hai phần đúng không ạ? Cái mạch bản chất này mọi người hình dung này, cái chân 32 ấy chỉ nhằm nhiệm vụ dập mắt cho cái cuộn dây này thôi. Còn cái cuộn dây này nó khi được dập mắt thì nó làm nhiệm vụ gì khác thì nó lại là một vấn đề khác rồi. Mọi người hình dung không ạ? Cái dơ le nó rất là hay nên chúng ta phải hiểu cái bản chất này. Khi chúng ta đọc cái sơ đồ ấy, nhiều anh em nhìn sơ đồ nó rất là rối. Nhưng bản chất mọi người chỉ nhìn vào một cái mạch của nó thôi, một đường đi của nó thôi. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tìm hiểu về dơ le 5 chân, chúng ta chỉ nhìn đúng cái sợi dây 5 chân thôi. Thì mọi người thấy đây là cái đường dây, có chút nữa sẽ đọc sơ đồ nha, sẽ bị rối. Rồi, hơi sâu về sơ đồ quá, mọi người, nhiều anh em là hoang mang, nhiều anh em bị rối về phần này thì chưa được đọc được sơ đồ. Rồi. Đúng không ạ? Mọi người ok chưa? Để bây giờ chúng ta cùng quay lại nhá. Bây giờ quay lại cái vấn đề bài học của chúng ta. Về dơ le. Vấn đề bài học này, quay lại bài học của chúng ta. Dơ le nhá, mọi người hình dung ra cái vấn đề em vừa chia sẻ đây chưa? Thì bây giờ mọi người thấy được là cái rồi bây giờ quay lại cái ví dụ vừa rồi. Cái ví dụ vừa rồi mọi người thấy được cái chân 32 chính là, đem ví dụ nhá. Ví dụ cái sơ đồ vừa rồi của chúng ta ấy là gì? Mọi người hình dung này, cái ví dụ sơ đồ của người ta chúng ta vừa rồi là chúng ta đang phân tích cái cuộn dây của sơ le. Chúng ta chưa quan tâm đến 5 chân và 4 chân nhá. Cái 5 chân và 4 chân nó cực kỳ đơn giản thôi, tí nữa sẽ giải thích cho mọi người. Thì bây giờ mọi người cùng quan tâm này, khi cái cuộn dây này chúng ta này ở chân số 3 này, đúng không ạ? Cái chân số 3 này chính là cái dây màu vàng mà chân 32 mà giải thích cho mọi người là dập mát ấy, đúng không ạ? Thì ở đây nó cũng như vậy. Khi cái chân 32 này của chúng ta được dập mát thì cái cuộn dây này nó sẽ được hoạt động. Thì cuộn dây này, mọi người hình dung cái cuộn dây quay quanh nỗi thép, quấn quanh nỗi thép này. Mọi người hình dung này, khi mà chúng ta mở khóa điện lên ấy, khi cái chân 32 này, chân màu số 3 này ở trên sơ đồ này nhá. Chân số 3 này chúng ta dập mát thì cái cuộn dây này nó kín mạch, nó hoạt động. Thì cái cuộn dây này của chúng ta kín mạch thì ở đây mọi người hình dung này, cái cuộn dây quay quanh nỗi thép nó trở thành 500 điện. Nó trở thành 500 điện, đúng không? Nó nhiệm vụ của nó chỉ là trở thành 500 điện thôi. Mọi người hình dung ạ, cái mạch, cái dơ le của chúng ta phải bóc làm hai phần. Đây, giải thích cho mọi người, nó bóc làm hai phần. Một phần nó là, một phần nó gọi là tiếp điểm, một phần nó là gì ạ? Điều khiển. Rồi, bỏ qua cái vấn đề ấy nhá, em không giải thích về đề. Sau này sẽ giải thích về hệ thống khởi động, nó khác. Hôm nay chưa học về đề nhá, mọi người lưu ý nhá, chúng ta đừng bị rối này. Cứ thong thả mà học đi, bình tĩnh nhá, em sẽ giải thích cho mọi người tất cả mọi thứ. Còn bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc mà hôm nay chia sẻ phần nào, chúng ta cố gắng làm rõ phần đấy là ngon rồi. Vâng, được chưa? Mọi người hình dung không ạ? Chúng ta làm phần nào tốt phần đấy, ngon phần đấy thì chúng ta là ok rồi. Còn cái vấn đề đằng sau này ấy, mọi người sẽ hình dung chúng ta làm tốt phần này ấy, những cái phần sau này mọi người hình dung ra được là giống như là mất nửa, mất cao áp, mất khởi động thì cực kỳ đơn giản. Hoặc con dơ le 5 chân này cực kỳ đơn giản nếu chúng ta phải làm rõ từng phần một. Được, đừng vội. Mọi người hình dung nhá, đừng vội cái gì cả. Thời gian còn nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu này. Khi cái chân 3 số 3 này giống như chân 32 của chúng ta ấy, dập mát thì cái cuộn dây này chúng ta kín mạch. Nó có đủ âm, đủ dương thì lúc này nó kín mạch. Và cái nhiệm vụ của cái chân 32 ấy, vừa rồi mọi người nhìn ấy, hoặc là chân số 3 này, nhiệm vụ của nó chỉ là nối mát. Và nối mát để làm gì? Để làm kín mạch. Và lúc nãy cuộn dây của dơ le này, nó được ạ? Nó quay quanh nõi thép, đúng không ạ? Mọi người hình dung là quay quanh nõi thép thì nó trở thành 500 điện. Đúng không ạ? 500 điện. Rồi 500 điện xong rồi thì là hết nhiệm vụ của nó. Mọi người hình dung ạ? Thì sau này nên mọi người sẽ thấy hình dung ra được cái chiếc xe gym của chúng ta, Gymway của chúng ta ấy, đúng không ạ? Rất cơ bản là gì? Mọi người thấy được là nhiều cái xe đến chúng ta bấm dơ le nhảy cạch 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 nhưng mà nó không đề. Nó là vì sao? Vì nó cái cuộn dây này là gì? Cái cuộn dây này mọi người hình dung ra được, cuộn dây này chỉ làm nhiệm vụ là làm 500 điện thôi. Còn cái tiếp điểm bên cạnh này nó lại là một hệ thống khác. Mọi hình dung là chúng ta bóc vào hai phần. Cái phần đầu tiên chúng ta quan tâm đó là cuộn dây, là cuộn điều khiển. Còn cái tiếp điểm bên cạnh này, khi nó đã hoạt động rồi, nó có cái tiếp điểm này có đóng hay không thì nó lại là trường hợp khác. Vâng, khi cái chân số 3 chúng ta dập cái mát, đúng không ạ? Dập mát thì lúc này nó kín mạch, thì cuộn dây nó có đủ âm đủ dương, mà cuộn dây quay quanh nõi thép nó trở thành 500 điện. 500 điện thì nó sẽ hút cái vật bằng từ trường.
thì chính là cái vật từ trường mọi người nhìn ở đây không ạ, cái dưa lê bên trái này, mọi người thấy cái tiếp điểm của nó không ạ? Một số anh em ngày xưa sửa xe Zimway rồi cứ thấy đến để dưa lê bấm nhảy, dưa lê nhảy cạch 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 đúng không ạ, nhưng mà nó vẫn không cấp nguồn và dưa lê bơm motor khởi động chúng ta, motor đề chúng ta nó không chạy. Vì sao? Vì nó lại là một cái tầng điều khiển khác hoàn toàn. Mọi người hình dung thôi ạ. Thế khi bây giờ mọi người thấy được cái dưa lê nhảy rồi thì tức là gì ạ, cái đường dây tốt, dưa lê tốt và cái phần điều khiển của chúng ta cũng tốt rồi đúng không ạ, chúng ta chỉ còn một lửa còn lại. Một lửa còn lại đó là chính là tiếp điểm, đúng không ạ, tiếp điểm và tải của chúng ta mà thôi. Mọi hình dung cái vấn đề này chưa ạ, hiểu dưa le không ạ, hiểu dưa le chưa ạ? Một con dưa le là có 4 chân thì 2 chân nó là 2 chân điều khiển, giống như mọi người đang nhìn ở chân số 1 và chân số 3 dưa le đề ấy. Mọi người ai nhìn thấy chúng ta quan sát là cái dây tiếp điểm thì nó sẽ to hơn rất nhiều, tiếp điểm chính là cái công tắc ấy. Cái mạch này mọi người hình dung này, và cái mạch này nó làm nhiệm vụ đóng cái công tắc này vào, đúng không? Cái mạch của cuộn dây này nó làm nhiệm vụ đóng cái công tắc này vào với nhau để làm sao để đóng cái dòng lớn hơn, nó không bị cháy công tắc tiếp điểm của chúng ta. Ví dụ công tắc tiếp điểm của chúng ta, cái khóa điện của chúng ta hoặc là cái công tắc của chúng ta rất là nhỏ, tiếp điểm rất nhỏ thì chúng ta đóng xuống thì lúc này điện nó đi qua thì nó sẽ gây ra hiện tượng là cơ độ dòng điện lớn quá đi qua nó sẽ bị cháy công tắc của chúng ta, nên là bắt buộc người ta phải điều khiển cái dơ le này. Dơ le là gì ạ? Một dòng điều khiển, dùng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn, đúng không ạ? Vâng. Rất nhiều anh em làm rồi nhưng mà lại vẫn chưa hiểu về vấn đề về dơ le, đúng không ạ? Cái khó nhất là mọi người lên xe điện tử, mọi người thấy là một đống dây nên mọi người rất là sợ, nhưng thực tế mọi người bóc nó ra từng mạch một, từng mạch mỏ nhỏ một, cứ nhỏ một nhỏ một nhỏ một nhỏ một là được, đúng không ạ? Rồi ok, tiếp tục nhá. Mọi người hiểu cái cuộn dây rồi đúng không ạ? Nên là tại sao sau này nhá, mọi người về mọi người đo cái chân dơ le ấy, bắt buộc nó phải có 12V. Bất kể nó là dơ le gì. Đúng không ạ? Bắt buộc phải có hai đầu đều phải là 12V ở cuộn dây. Được chưa ạ? Rồi kim phun cũng vậy. Mô bin cũng vậy, giải thích cho mọi người rồi. Rồi ok chưa ạ? Mọi hình dung chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục sang một lửa còn lại của dơ le, đó là bên tiếp điểm. Khi cái cuộn dơ le này của chúng ta ấy, nó kín mạch, nó hoạt động, nó hít, nó trở thành nam châm, nó hít cái tiếp điểm, mọi người thấy được cái lá đồng đấy ạ. Nó đóng lại với nhau, tiếp điểm này nó sẽ đóng lại với nhau, đóng với cường độ dòng điện lớn hơn, tức là cái dơ le đề ấy, à cái motor đề của chúng ta nó sử dụng cường độ dòng điện nó từ 15A đến 20A đến 30A, nó rất là lớn. Thì bây giờ chúng ta thấy được là nếu chúng ta đóng bằng công tắc thì công tắc chúng ta sẽ bị hỏng ngay. Thế nên là nó sẽ phải đóng bằng cách mà nó tiếp điểm để dập cái tia lửa điện lên, cường độ dòng điện lớn hơn, đi qua lớn hơn, tốt hơn, và thứ hai nó dập cái tia lửa điện. Được không ạ? Ôi đúng không ạ? Vâng. Đúng ạ, mọi người hình dung chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng quay lại một lửa tiếp điểm. Thì bây giờ mọi người hình dung này, đây là dưa le 4 chân thì nó sẽ có sử dụng là 4 dây. Đúng rồi, phải không ạ? Mọi người hình dung là chân số 2 và chân số 4 là chính là hai tiếp điểm. À được chưa? Mọi người hình dung ạ? Tất cả hai tiếp điểm này nó làm sao ạ? Khi chúng ta thấy được là chúng ta dập mát thì nó sẽ đóng tiếp điểm này. Thì đây người ta sẽ gọi là dưa le 4 chân. Cái này bản chất nó chỉ là công tắc thôi. Mọi người hình dung ạ? Bản chất cái dưa đầu bên này nó chỉ là công tắc thôi. Công tắc. Được chưa? Thì bây giờ mọi người hình dung ra được cái khi bình thường cái dưa le này chúng ta không đóng ấy thì nó cái tiếp điểm này nó sẽ nhả ra, phải không? Mọi người thấy cái nhả ra cái điểm cái que cái con chuột này của em, mọi người nhìn thấy không ạ? Con chuột này này. Con chuột của em này, khi cái tiếp điểm này chúng ta nhả ra thì mọi người thấy nó trống không? Nó trống không ạ? Thấy trống không ạ? Rồi thì trống thì người ta lấy lợi dụng nó tiếp điểm, người ta sẽ cho nó một cái chân vào đây thì người ta gọi là tiếp điểm thường đóng. Rồi mọi người hình dung nhá, đây là dơ le 4 chân. Thì cái chân này bao giờ cái dơ le này hoạt động thì cái chân này nó chân số 4 này mới được nối với chân số 2. Đúng không ạ? Mọi người hình dung ạ? Khi cái dơ le này chúng ta hoạt động, tức là đủ âm đủ dương kín mạch ấy, thì lúc này nó trở thành nam châm điện, nó hít cái tiếp điểm này, nó hít cái tiếp điểm này đóng xuống, thì lúc này chân số 4 mới được gì ạ, nối với chân số 2, thì lúc đấy nguồn điện mới chạy qua cái chân số 4 và chân số 2 qua chân số 4 chạy đến cái cơ cấu chấp hành, hay còn gọi là tải của chúng ta ấy, cái motor đề của chúng ta tải, đúng không ạ? Nó bóc ra thành mạch nữa, một mạch riêng hoàn toàn, đúng không ạ? Rồi có ý đúng chưa? Rồi thì bây giờ là đấy là cái dơ le mà khi chúng ta hít, thì bây giờ cái tiếp điểm này thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái dơ le nam châm thì sao? Cái dơ le nam châm thì nó như thế nào, mọi người cùng quan sát này. Ví dụ như này, đây mọi người mô phỏng cái dơ le nam châm, đây là cái mô phỏng cho một cái dơ le đề. Mọi người hiểu mô phỏng cái dơ le đề này, một cái dơ le này rất rất đơn giản thôi, rất nhiều anh em bị nhầm, rất nhiều anh em nhầm. Rồi mọi người rất dễ bị nhầm nha. Ví dụ như cái dơ le của Zimway chúng ta đấy, khi chúng ta mở khóa điện lên bắt buộc cái đầu cái dây màu đen ở cái dơ le Zimway ấy, đúng không ạ? Zimway ấy, cơ bản nhá, là cái đầu này chúng ta đã phải có 12V rồi. Và rất ít anh em để ý là cái chân công tắc đề chúng ta ấy, công tắc đề ấy, cái nút đề ấy, đúng không ạ? Công tắc đề của chúng ta khi chúng ta chưa bấm, chưa ấn ấy thì cái tiếp điểm cái dây màu mọi người hay thấy được cái chân của dơ le đề à, cái tín hiệu khởi động này ấy, công tắc đề này, nó mọi người chưa chắc chắn mọi người không đo. Còn nếu mọi người đo, ngày mai các anh em thử xem đo xem đúng nó có 12V đây không. Ví dụ thôi, đúng không ạ? Ví dụ nha. Ví dụ đầu này mọi người, nếu mọi người không đo này thì chắc chắn nó ở đây nó sẽ phải là 12V.
Rồi mạng vẫn ok nhá, anh kiểm tra lại. Rồi bây giờ cùng giải thích lại cho mọi người cái việc đề này. Nó sẽ nằm chia làm hai phần. Cái phần đầu mọi người thấy được là mọi người điều khiển ấy, nút đề của mình ấy, điều khiển bản chất chỉ là điều khiển cái cuộn dây này thôi. Cấp nguồn dập mát nhá, không phải cấp nguồn, dập mát cho cái cuộn dây dơ le của dơ le đề Zimway ấy, mọi người dùng không? Dơ le đề của Zimway thì mình dập mát cái này nó kín mạch thì lúc này nó sẽ đóng tiếp điểm cho cái tiếp điểm này. Đúng không ạ? Cái tiếp điểm này chúng ta đóng xuống thì lúc này nó cấp nguồn cho 12V, cái dây rất là to, mọi người vẽ thấy là hình dung vẽ này, dây rất là to, tức là tải cái cường độ dòng điện đi qua rất là lớn. Thì lúc này nó hít và tiếp điểm này nó đóng lại thì cái tiếp điểm này nó sẽ cấp nguồn cho cái motor đề của chúng ta. Đó, nó hai phần khác nhau hoàn toàn nha mọi người, hình dung là hai phần khác nhau hoàn toàn. Hai phần khác nhau hoàn toàn. Thì mọi người mang ở đây đúng không? Có anh tay ga Xuân Dần nói là cái dây vàng sọc đỏ đúng không ạ? Cái dây vàng dây thì em không nhớ màu lắm. Thì mọi người sẽ hình dung ra được cái dây vàng sọc đỏ, mai mọi người thử đo xem bật khóa điện lên nó có bao nhiêu vôn. Đúng không ạ? Đó, anh kiểm tra lại mạng của mình thôi, vẫn thấy tốt nhá. Ở đây vẫn thấy mạng tốt. Đó, mọi người hình dung như được cái rất cơ bản về dơ le, rất rất cơ bản. Rồi xong này, bây giờ mọi người hiểu cái dơ le 4 chân rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái dơ le 5 chân. Thì bây giờ mọi người thấy được cái dơ le 5 chân này, chúng ta bỏ cái chân số 1 đi nhá. Đây là bằng vẽ mô phỏng 5 chân này, dơ le 5 chân. Đây cũng là cuộn dây nhá, dơ le 5 chân nó cũng có một cuộn dây. Được chưa? Cũng có một dây cuộn dây y hệt như của thằng dơ le 4 chân. Nhưng mà cái tiếp điểm này mọi người thấy được không? Cái tiếp điểm thử mở này. Mọi người hôm nay mọi người nhìn dung này. Mọi người hình dung ra được cái chân cái tiếp điểm này của khi em bỏ đi cái phần cái chân này. Mọi người hình dung này, cái chân số 1 nhá, cái tiếp điểm số 1 em bỏ đi nhá thì nó có phải quay về dơ le 4 chân không? Ví dụ em bịt lại nhá, mọi người nhìn này nhá. Bây giờ em bịt nó lại này thì mọi người thấy nó có giống dơ le 4 chân không? Rồi, em bịt như này thì mọi người hình quan sát nó có giống dơ le 4 chân không? Phải không ạ? Nó giống lại dơ le 4 chân thôi. Rồi em bịt lại này, mọi người nhìn được không? Bịt lại này thì nó có phải là dơ le 4 chân không? Khi cái cuộn dây này hít lại đóng cấp nguồn thì bắt đầu nó mới đóng tiếp điểm này sang cái chân số 2. Thì lúc đấy nó mới cấp nguồn xuống. Ok không ạ? Mọi người thấy không ạ? Giống hệt cái dơ le 4 chân. Chẳng qua là bây giờ nó thêm một cái chân nữa vào đây thôi. Cái chân này. Rồi chẳng qua là bây giờ là thêm một cái chân nữa vào đây. Tức là cái tiếp người ta gọi là tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở. Mọi người đúng không ạ? Tiếp điểm thường đóng là gì? Là luôn luôn 12V này là cấp sẵn cho cái chân số 1 này rồi. Thì người ta gọi là tiếp điểm thường đóng. Hay còn gọi là anh em hay gọi là dơ le sạc đề ấy, đúng không? Cái tiếp điểm này gọi là tiếp điểm thường đóng, tức là luôn luôn chạm với nhau, luôn luôn cấp nguồn cho cái chân 12V này, luôn luôn chấp cấp nguồn cho chân số 1. Thì giống như là gọi là trạng thái sạc đề. Đúng không ạ? Tiếp điểm thường đóng tức là luôn luôn nó cấp nguồn cho cái dơ le này, gọi là dơ le sạc đề, cái chân này luôn luôn ở trạng thái sạc. Còn bao giờ khi chúng ta muốn đề thì lúc này nó làm sao nó mới cái cấp nguồn cho chân 30 à dập mát cho chân 32, lúc nãy giải thích cho mọi người dơ le 5 chân ấy, thì cái tiếp điểm này nó mới đóng sang chân số 2 và lúc này nguồn 12V mới chạy qua chân số 2. Còn không thì khi chúng ta nhả ra cái tiếp điểm ở chân này, nó nhả ra mất nguồn thì lúc đấy nó lại đóng về đây, thì lúc đấy chuyển về trạng thái sạc. Còn bình thường ở đây là đề, ví dụ đây gọi là đề, còn chân này gọi là sạc, đúng không ạ? Rồi dơ le sạc đề, đúng không ạ? Mọi người hình dung chưa? Nó cực kỳ đơn giản, bóc ra nó 5 chân. Nếu anh em không hiểu về dơ le 5 chân, hiểu về dơ le 4 chân thì mọi người sẽ rất là rối trong cái vấn đề là đọc mở cái sơ đồ ra, nó thấy nó rất nhiều con dơ le 4 chân, được chưa? Rất nhiều sợi dây mà nhiều lúc anh em bị rối nên là rất là khó trong cái vấn đề mà thấy được nhiều dây quá, thấy nó sợ, đúng không? Bản chất mọi người bóc ra từng mạch một. Cái mạch đầu tiên nó mạch điều khiển. Dơ le có nhảy có hít hay không thì nó là mạch điều khiển. Còn khi hít xong rồi có tiếp điểm bên kia nó có đóng hay không, nó lại một bên nó là rất khác. Được chưa? Vâng. Anh em để ý này, có anh Lành Đỗ anh có trao đổi có cái rất là hay là gì? Khi sử dụng dơ le 5 chân cho con dơ le 4 chân cho dơ le 5 chân đúng không ạ? Và cái dơ le sạc đề thì chúng ta vẫn đề máy lổ bình thường nhưng mà nó lại không quay trở về sạc. Đúng không ạ? Rồi mọi người ok cái phần dơ le này chưa ạ? Hiểu bản chất là cuộn dây và tiếp điểm thôi. Bỏ qua cái việc sạc đề nhá, bỏ qua, chẳng qua giới thiệu mọi người liên quan đến xe thôi. Được không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Bỏ qua đi, sau những cái phần sau này liên quan đến khởi động, liên quan đến khởi động ấy, hoặc liên quan đến ACG ấy, em sẽ giải thích cho mọi người phần này. Giải thích kỹ hơn phần này. Bản chất ở đây ấy, bản chất ở đây là gì? Để mọi người hình dung ra được cái vấn đề là dơ le hoạt động như thế nào thôi. Nó tiếp điểm như nào và cái phần cuộn dây như thế nào. Còn cái việc nó điều khiển cái gì tính sau, được không ạ? Sau này chúng ta sẽ học về hệ thống, tức là không đề được hay là đề được cái dơ le 5 chân nó sạc như thế nào và đề như thế nào thì tính sau. Được không ạ?
đừng 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 bắt mình phải dối. Giai đoạn đầu này cố gắng thong thả đi, để những bài sau dối hay không ấy để đoạn sau đi, vì bài sau đó em sẽ đặt câu hỏi nhiều hơn liên quan đến quay trở lại phần này. Vâng. Rồi bây giờ nhá, bây giờ em sẽ quay lại này. Bây giờ mọi người hình dung ra cái dưa leo 5 chân này và dưa leo 4 chân. Hôm nay làm rõ được dưa leo là ngon lắm rồi, đúng không? Để mọi người sau này mọi người đọc sơ đồ ấy cực kỳ ngon. Như vậy. Rồi rất nhiều anh em có những cái câu hỏi là không liên quan đến bài học em sẽ không trả lời nhá. Mọi người hình dung ra em chỉ giảng nội dung nào em sẽ giải thích nội dung đấy. Còn những cái gì không liên quan em sẽ không trả lời. Đúng không ạ? Nên chúng ta bám sát vào cái nội dung này thôi. Đừng nhiều anh em đang làm này tự nhiên hỏi khác mà bị dối. Đúng không ạ? Cứ làm tốt hiểu phần này đi rồi mọi thứ sẽ còn ngon hơn rất nhiều sau này. Đúng không ạ? Rồi bây giờ cùng giải thích ở cái dưa leo 5 chân này ví dụ như này nhá. Mọi người hình dung này. Bây giờ em giải thích cái dưa leo 5 chân này ví dụ như chân 32 mọi người đều nhìn được trên sơ đồ chưa ạ? Nhìn thấy cuộn dây chưa ạ? Nhìn thấy cuộn dây không ạ? Mọi người hình dung là thấy bắt đầu dưa leo 5 chân nó dần dần dễ dàng hơn rồi đúng không ạ? Rồi. Mai ngày mai mọi người thử đo cái dưa leo 5 chân cái dưa leo cái cấm nút đề của Zimbabwe đi xem là khi bật quá điện lên nó đúng có 12V đấy không? Một chân là ra mát không? Được không ạ? Thử đo đi để mọi người hiểu về FI. Hệ thống điện ở trên xe điện tử, phun xăng điện tử nó giống hệt như xe cơ thôi, chẳng qua mọi người chưa biết bóc tách nó ra. Chúng ta bóc từng mạch nhỏ một. Được không ạ? Bóc từng mạch nhỏ một, đừng đừng có nhảy vào rối. Và sau này khi chúng ta hiểu các cái mạch nhỏ rồi ấy, để sau này chúng ta gộp nó lại để trở thành một cái hệ thống. Mọi người dung ạ. Bây giờ chúng ta đang tìm hiểu về từng cái chi tiết, sau đó chúng ta gộp tất cả mọi lại. Sau này mọi người dung em sẽ đặt câu hỏi là mọi người hỏi cái logic, tức là hỏi cái mạch này nó bị lỗi thì nó tìm hiểu nó ở đâu. Được chưa ạ? Chứ không phải đơn thuần là cái đang học cái phần này tự nhiên nhảy qua sạc qua chảy qua đề hay nhảy qua gì bỏ qua đi. Cái đấy sẽ học ở những phần sau, tức là nó liên quan đến hệ thống, logic với nhau. Được không ạ? Ok không ạ? Bây giờ câu hỏi nhá. Bây giờ em có câu hỏi này. Mọi người thấy được cái dưa le sạc đề, dưa le 5 chân của mình không ạ? Rồi bây giờ câu hỏi này. Bây giờ câu hỏi này. Cái này em sẽ giải thích ở trong cái phần dưa le 5 chân này có rất nhiều câu hỏi để hỏi mọi người nhá. Chẳng qua hôm nay là hỏi nó không đúng bài thôi. Đúng không ạ? Mọi hình cái này em chưa đọc, chưa hiểu về sơ đồ, chưa đọc về sơ đồ đâu. Hôm nay chỉ giải thích cho mọi người chút thôi. Sau chút nữa sẽ học về sơ đồ, chúng ta sẽ học đi từng phần một, từng cái phần nhỏ một cho mọi người sẽ thấy được. Chẳng qua đây giải thích cho mọi người hơi nhảy cóc một chút, nhưng cố gắng để mọi người thấy nó cái phần này nó rất là hay. Đúng không ạ? Các anh rồi ok, có anh nói là giảng dưa leo nguồn rồi, ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng trên sơ đồ này luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc tách để cho mọi người cùng đỡ căng thẳng. Ngày mai ngày kia bắt đầu đi vào hệ thống, đi vào cảm biến thì chúng ta sẽ phải đọc được sơ đồ. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta giải thích cái dưa le 5 chân trước nha, sau đó đến dưa le chính kia được, đúng không? Dưa le chính này. Bây giờ cùng nhìn sơ đồ nha, chúng ta cùng nhìn sơ đồ này. Bây giờ nha, cùng nhìn sơ đồ này. Mọi người cùng nhìn sơ đồ nha, dưa le này. Cái dưa le sạc đề của chúng ta là gì? Cái dưa le sạc đề này chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ắc quy này. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người lưu ý là chúng ta học điện là chúng phải học cách tư duy, chứ không thể là chúng ta học cái cầm tay chỉ việc được. Ví dụ như hôm nay em chỉ cho mọi người cái này nó là 12V hay là cái gì đấy thì mọi người chỉ biết nó là 12V thôi. Nhưng vì sao nó là 12V thì mọi người không hiểu. Vì em giải thích hôm qua mọi người đó là cuộn dây rồi. Thì nên là mọi người thấy được là nó sẽ cực kỳ đơn giản nếu mọi người sẽ có các phương pháp tư duy. Đó là gọi là logic hay là gọi là tư duy đấy. Mọi người nói là trong cái khoa học nó thay đổi tư duy. Tức là mọi người phải nhìn nhận vấn đề, không nhìn theo kiểu cầm tay chỉ việc được. Nếu theo truyền thống ngày xưa ấy, thì có thể cầm tay chỉ việc được rồi. Nhưng đến thời điểm bây giờ cầm tay mọi người làm, nhưng mà mai ngày kia nó lại bị, nhưng mà mọi người không có cách tư duy. Đúng không ạ? Đấy là cách làm việc của em. Rồi mọi người sẽ thấy được là khi chúng ta có nguồn điện 12V đi theo đường dây này và chúng ta đóng tiếp điểm này xuống. Đóng tiếp điểm này xuống rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn điện này nó chạy qua cái công tắc, cái tiếp điểm của khóa điện này. Nó cấp nguồn, nó chạy theo đường dây này. Tí nữa sẽ đọc sơ đồ, chúng ta chưa đọc sơ đồ nên chưa rõ được cái phần này chấm chấm này là cái gì hay gì. Tí nữa sẽ có những cái phần chấm 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 này là cái gì đấy. Có rất nhiều. Sẽ nó liên quan đến phần đọc sơ đồ. Rồi chúng ta sẽ thấy được cấp nguồn đến đây và nó đi vào đầu của dưa le. Và đầu dưa le này mọi người thấy được là nó đi qua cuộn dây như giải thích vừa rồi. Đầu bên này cuộn dây có 12 thì đầu bên này bắt buộc phải có 12. Nếu không có 12 ở đây, một là đứt từ điểm 32 này đến dưa le, hai là cuộn dây của chúng ta bị đứt. Đó là cách tìm hiểu. Và được chưa ạ? Mọi người hình dung chưa? Chân 32 này, khi mọi người thấy giải thích là chân dưa le 5 chân là tiếp điểm thường đóng là gì? Tiếp điểm thường đóng là gì? Là luôn luôn đóng vào tiếp điểm này. Hai cái chân này được luôn luôn nối với nhau. Nếu anh đọc về sơ đồ ấy, hoặc là cái dưa le 5 chân, để em xem là con em có dưa le 5 chân đây. Ví dụ dưa le 5 chân này, đây là cái dưa le 5 chân nhá, ở trên chính cái xe của chúng ta ấy, chính là dưa le 5 chân. Thì cái tiếp điểm thường đóng này nó luôn luôn nối với nhau này. Cái chân dây chính là cái dây này, cái lá đồng này, dây màu đỏ này luôn luôn được nối với cái dây cái lá đồng này nhá. Nội dung này, cái dây màu đỏ này luôn luôn được nối với cái lá đồng này. Phải không ạ? Để em nhìn lại sơ đồ thôi mà, đúng không?
đen sọc trắng đúng rồi, luôn luôn nối với cái dây màu đồng này, giá đồng đó, lá đồng này nó sẽ mô phỏng trong cái cuộn sơ đồ đây nhá. Em kéo sang đây một chút cho mọi người nhìn này. À đây, trong này cũng có này, trong sơ đồ này của em cũng có. Đây, giải thích cho mọi người cái dưa len này cho nó dễ này. Bây giờ mọi người zoom này, mọi người mở nhìn qua chút nhá, nó có bé quá không ạ? Cái này thì không zoom được rồi, cái bắt buộc phải nhìn thôi, thì slide nó chỉ thế thôi. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn thấy được cái dưa len năm chân này nhá, nó giống ở trên cái sơ đồ của chúng ta không? Đúng ạ, ví dụ cái dây màu vàng này, mọi người thấy cái dây vàng này không ạ? Cái dây vàng này đúng chân 32 này không? Chân vàng này không ạ? Dây màu vàng này chính là nó sẽ chạy về chân 32, chính là dây này. Tí nữa sẽ đọc về sơ đồ nhá, thì sẽ mọi người sẽ hiểu hơn là cái chân 32 nó nằm ở đâu, tìm như thế nào để đọc ra làm sao, thì tí nữa sẽ đọc sơ đồ giải thích mọi người. Mọi người thấy cái chân 32 này không ạ? Chân 32 này là chính là chân màu vàng. Được chưa ạ? Chúng ta cùng xác định từng cái chân ở trên sơ đồ và trên với thực tế nhá. Đây chúng ta đang tìm thực tế. Rồi cái dây tiếp theo là cái dây màu vàng này, dây màu đỏ sọc vàng, thì mọi người thấy được đúng là chân B5 này không ạ? Rồi. Mọi người thấy này, cái chân B5 này là chính là cái dây màu đỏ sọc vàng này nhá, chính là dưa le, chân này của dưa le của chúng ta này, chân này của dưa le này. Rồi cái dây màu đỏ này chúng ta này, dây màu đỏ chính là cái dây đây đỏ này, đây chính là dây đỏ này, dây màu đỏ này mọi người thấy này, dây màu đỏ này chính là nó sẽ chạy từ trực tiếp về ắc quy, dây màu đỏ này chạy trực tiếp về ắc quy, dây rất là to, đây tiếp điểm này, dây rất to, đó ạ, dây màu đỏ chính là cái dây này trên sơ đồ, đấy. Tiếp theo là cái dây màu đen sọc trắng chính là cái dây này, cấp nguồn cho cuộn hút của dưa le, đúng không ạ? Dây đen sọc trắng chính là cấp nguồn cho cuộn hút của dưa le, phải không ạ? Mọi người nhìn thấy không? Rồi tiếp theo dây màu vàng chính là dây này. Thì cái nhiệm vụ của cái ESM của chúng ta ấy, nhiệm vụ của ESM của chúng ta là nhiệm vụ điều khiển cái chân màu vàng này nối với mát. Thì nên là khi mọi người đo ở đây này, con dưa le, câu hỏi nhá, không được, chưa đọc sơ đồ đúng không? Nên là hơi khó, chưa đọc sơ đồ nên thì câu hỏi. Bây giờ ví dụ này, câu hỏi của em này, bây giờ thử đặt một câu hỏi nhá, mọi người xem là chân này bao nhiêu volt nhá. Thì ví dụ đặt câu hỏi này, bây giờ mọi người trả lời cho em, bây giờ khi em mở khóa điện lên này, mở khóa điện lên thì câu hỏi là gì? Là câu hỏi là sẽ có 5 dây, 5 chân của dưa le này nó có bao nhiêu volt. Đặt câu hỏi là gì? Bây giờ mở khóa điện lên nhá, không nói về cái vấn đề là đề hay không đề, không gì khác, mở khóa điện lên ở trạng thái xe bình thường của mình ấy. Anh nào mai mà có xe trải nghiệm luôn đi. Đó, cách chúng ta đọc chính là cái cách chúng ta đọc sơ đồ thực tế và sơ đồ nó như thế nào. Vì khi chúng ta nếu muốn sửa về đường điện chúng ta phải đọc được sơ đồ. Thì bây giờ câu hỏi là bây giờ là như này. Câu hỏi của em này, bây giờ 5 cái chân của dưa le này khi chúng ta mở khóa điện đến 5 cái chân này có bao nhiêu volt? Rồi. Câu hỏi 5 cái chân này là có bao nhiêu volt? 5 chân nhá, dưa le là dưa le 5 chân, 5 chân này có bao nhiêu volt? Để chúng ta sau này chúng ta không gặp xe này tìm rất là dễ để hiểu cái sơ đồ đã. Năm chân đúng không ạ? Rồi anh, rất nhiều anh em nói là 12V, vì sao? Đúng không ạ? Bây giờ vì sao thì em sẽ giải thích cho mọi người vì sao này. Rồi mọi người đúng nhá, mai mình sẽ lên trên xe. Em nói rồi, mọi người chỉ cần lên trên sơ đồ ấy, mọi người phân tích trên sơ đồ ấy, sau đó mọi người ra lên xe ấy, mọi người chỉ cần tìm một đúng một hai sợi dây là mọi người tìm được rồi. Còn nếu ấy, rất nhiều anh em là cứ ra một phát là cái nhận cái xe về chưa kịp làm gì đã nhảy phát vào và tháo tung hết bộ nhựa ra tìm bới cái đống dây này, bới cái đống kia. Hôm nay anh nhớ được cái sợi dây này đo xem nó bao nhiêu vôn, rồi nhớ cái sợi dây này bao nhiêu vôn, tự nhiên cứ đi ngồi đi đo ấy, nó rất là rối. Nên là sau này mọi người sẽ biết cách, sau học về hệ thống ấy, tư duy về hệ thống ấy, mọi người sẽ hình dung ra được là cái chân này nó phải có bao nhiêu vôn khi nó hoạt động, và khi nó không hoạt động nó phải là bao nhiêu vôn, thì mọi người sẽ hình dung ra rất dễ dàng, đúng không ạ? Chân 32, chân màu vàng có bao nhiêu vôn? Rồi nhá, bây giờ mình sẽ tìm hiểu này, mọi người cùng quan sát tìm hiểu nhá, mọi người cùng quan sát tìm hiểu này. Đây, tại sao em nói rồi mọi người phải học cái sơ đồ này cũng rất là hay, vì mọi người phải đọc sơ đồ và đọc đúng sơ đồ đen trắng để mọi người học và hiểu đúng bản chất. Còn sau này mọi người muốn in cái gì thì mọi người in. Vì sao? Vì mọi người phải đọc cái sơ đồ này mới. Ví dụ xe 2021, Vision 2021, hoặc là sau này SH 2020, 2022 nhá. Em nói bây giờ ví dụ một chiếc xe SH 2022 nó chưa ra thị trường, à nó vừa mới ra thị trường, mà bây giờ mình có sơ đồ mình cũng làm được bình thường. Nếu không đọc được sơ đồ thì mọi người đều rất có, đúng không ạ? Rồi em sẽ giải thích từng chân một nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn giải thích lại tại sao cái 5 cái chân này khi em mở khóa điện lên không đề nhá, không đề nhá, em nói không đề, không biết gì cả. Khi mở khóa điện lên 5 chân này phải có bao nhiêu volt? Bây giờ cùng nhìn nhá. Em sẽ giải thích từng chân một. Ví dụ bây giờ em sẽ tìm cái chân màu vàng đen đỏ sọc vàng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng chân một là đỏ sọc vàng này. Đỏ sọc vàng này. Đỏ sọc vàng này nó nằm ở đâu? Đây mọi người sẽ thấy đỏ sọc vàng này. Được không ạ? Đỏ sọc vàng này chính là cái dây màu đỏ sọc vàng này ở đây. Mọi người sẽ thấy nó đi đâu?
đóng tiếp điểm này. Đây em nói là mở khóa điện nhá, đang nói là mở khóa điện rồi nhá. Thì dơ le chính này nó sẽ hoạt động rồi. Mọi người thấy thấy được chân màu vàng này nó sẽ có bao nhiêu vôn khi mọi người thấy được tiếp điểm này đóng với tiếp điểm bên này. Có phải nối với nhau ạ? Rồi nối với nhau rồi tiếp tục nó đi đâu? Mọi người sẽ thấy nó đi đâu này. Rồi đi đâu? Mọi người thấy được nó về 12V chưa ạ? Bình ắc quy không? Mọi người thấy được về bình ắc quy không ạ? 12V, một chân có 12V chưa ạ? Mọi người thấy dễ hình dung không ạ? Mọi người thấy dễ hình dung chưa? Một chân có 12V chưa ạ? Rồi ok, chân màu đỏ sọc vàng có 12V khi mở khóa điện nhá. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu một chân màu đỏ nữa đi. Chân màu đỏ to đùng này. Đúng không ạ? Chân màu đỏ này chính là trên sơ đồ nó chính là chân này. Và chân này nó đi đâu? Mọi người thấy được nó đi về đâu ạ? Chạy thẳng trực tiếp về bình ắc quy. Giống cái dơ le đề của chúng ta tất cả các đời truyền thống bao giờ cũng dây màu đỏ chạy trực tiếp từ ắc quy đến dơ le không đi qua một cái gì hết. Đó nó gọi là cường độ dòng điện lớn đi qua nó, đúng không ạ? Có 48V. Rồi ok. Tiếp theo cái dây màu đỏ xong chưa ạ? Rồi em giải thích nhanh cái này chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo hay hơn nhá. Chúng ta chỉ chạm ngưỡng sơ đồ một chút thôi. Chạm ngưỡng sơ đồ một chút thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái dây màu đen sọc trắng là gì. Dây đen sọc trắng này chính là cái dây này trên sơ đồ. Trên dây trắng màu đen sọc trắng này chính là dây này và nó đi đâu? Mọi người thấy được nó đi qua tiếp điểm ổ khóa. Khi chúng ta đóng ổ khóa rồi thì nó sẽ có 12V này tiếp tục nó chạy về đâu? Về bình ắc quy. Thì mọi người sẽ thấy được đầu bên này 12V và đầu bên này nó sẽ phải có 12V, được không ạ? Phải có 12V. Chuẩn chưa ạ? Đúng 5 sợi. Bây giờ chúng ta tìm được mấy sợi rồi? 1 sợi, 2 sợi và 3 sợi rồi. Còn 2 sợi nữa chúng ta tìm nốt, đúng không ạ? Rồi, đó là màu đen sọc trắng là dây sau khóa. Rồi tiếp theo mọi người sẽ tìm hiểu về cái chân màu đồng này, chính là cái lá đồng này. Cái lá đồng này nó không biểu thị màu, đây mọi người thấy được không biểu thị màu đúng không? Không biểu thị màu ở trên sơ đồ này. Không biểu thị màu cái chân ở giữa này này là không biểu thị màu, chính là cái chân sạc đấy. Mọi người hình dung là chân sạc, sau này giải thích cho mọi người cái hệ thống sạc này. Khi sạc đề ấy, và khi chúng ta nổ máy lên đề, xe đi nổ máy một thời gian sau thì hết bình ấy. Chính là cái dây chân sạc này có vấn đề nhá, cái dây đồng này, cái lá đồng này, cái sẽ giải thích sâu hơn trong cái phần hệ thống sạc. Giờ lại sạc đề khởi động. Rồi mọi người thấy đó chính là cái dây chân màu đỏ này. À cái chân không ghi này chính là chân màu đỏ, chính là chân tiếp điểm thường đóng ấy. Thì chân này nó được nối với cả dơ le chính. Dơ le chính này, nó sẽ chạy trực tiếp ra dơ le chính ở đây, đúng không ạ? Rồi, thì là một chân tiếp theo, bốn chân rồi thì cái dây màu đỏ. Thì bây giờ mọi người thấy được là cái chân màu đen này, đen sọc trắng này chính là cái dây này. Mà nó có 12V chính là dây đen này, đen sọc trắng 12V thì chân màu vàng này nó sẽ phải có 12V và đợi gì ạ? E xem dập mát không? Thì bây giờ nó chưa dập mát thì có phải nó 12V không? Giống như cái việc mà mọi người đang đo cái sợi dây ấy, hở mạch. Có phải không ạ? Ok không ạ? Ok chứ ạ? Để chúng ta bỏ qua phần này đi, sau đó em sẽ giải thích sâu hơn trong cái phần đọc hiểu sơ đồ. À, thực tế chúng ta sẽ đọc về học hiểu sâu hơn về cái vấn đề về hệ thống cơ. Đúng không ạ? Ok chưa ạ? Để chúng ta chuyển sang phần mới nhá. Giải thích qua như vậy thôi. Hiểu dơ le chưa ạ? Hiểu dơ le 5 chân chưa ạ? Tiếp điểm thường đóng, tiếp điểm thường mở chưa ạ? Ok. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về dơ le nhá. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về qua một chút về dơ le nữa, sau chúng ta chuyển sang các linh kiện điện tử khác. Vâng. Rồi chào mọi người. Rồi bây giờ chúng ta cũng tìm hiểu nhá. Bản chất này mọi người hình dung này, bản chất của dơ le là gì? Là dơ le là một gì ạ? Một thiết bị điều khiển trung gian. Đều quay lại cái phần của em luôn. Mọi người chờ chút nhá. Rồi em giải thích này. Dơ le nó là gì? Dơ le là một thiết bị điều khiển trung gian. Nó dùng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn. Ví dụ như bây giờ mọi người muốn đề. Bây giờ mà chúng ta ấn nút đề, mà cái nút đề của chúng ta cấp nguồn trực tiếp cho motor đề thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị chập cháy, đúng không ạ? Thì mọi người hình dung ra chưa? Thế nên là tại sao nó phải dùng gì ạ? Một cái dơ le, tức là một cái công tắc của người ta điều khiển cái cuộn hút của dơ le. Thì khi bây giờ chúng ta điều khiển cái tải là cái cuộn hút thì nó có nhẹ nhàng hơn so với chúng ta điều khiển thẳng trực tiếp không? Thế nên là người ta sẽ gọi là dơ le là thiết bị điều khiển trung gian. Nó dùng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn. Tức là cái dòng điều khiển của cái cuộn dây ấy nó rất là nhỏ. Mọi người thấy đúng không ạ? Rất là nhỏ. Chẳng nhẽ bây giờ nhiều lúc lên đọc cái comment của nhiều anh em vào đây buồn cười quá. Giúp được anh em nên hay giúp nhiều anh em khác đi, đúng không ạ? Chẳng ở đây chẳng có ai là gà cả, đúng không ạ? Chúng ta bản chất là anh em chưa được tìm hiểu thôi, chưa được tiếp cận thôi, đúng không ạ?
Rồi giải thích lại một lần nữa nhá. Mới sẽ thấy được là dơ le. Dơ le là gì ạ? Dơ le là một cái thiết bị điều khiển trung gian. Nó sử dụng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn. Đúng không ạ? Có hình dung chưa? Rồi mọi người có một số anh em là chúng ta chưa hiểu, chúng ta có thể xem lại video được. Cái này em không muốn giải thích lại vì nó sẽ bị kéo dài thời gian. Mọi người có thể xem video lại bình thường, được không? Rồi ok. Mọi người sẽ thấy được như này. Bây giờ mọi người sẽ thấy hình dung ra được cái dơ le như nào. Thì bây giờ chúng ta cùng chọn dơ le thì chọn ra làm sao? Mọi người hình dung ra như này. Nếu mọi người thấy được cái tình huống của một cái chiếc xe của Piaggio không ạ? Mọi người thấy hay gặp tình huống của xe Piaggio không ạ? Xe Piaggio mọi người thấy được là nó hay bị cái chập cái dơ le không ạ? Cái chập cái dơ le không ạ? Cái dơ le của dơ le khởi động ấy. Cái dơ le khởi động của đời Piaggio mọi người hình dung không ạ? Cái dòng điều khiển à, cái dòng một cái dòng mọi người hình dung là cái dòng tải của cái dơ le của Piaggio thì ra sao? Tải của Piaggio ấy thì mọi người sẽ thấy được là cái cường độ dòng điện nó rất là lớn. Nên là cái tiếp điểm mọi người sẽ thấy được cái tiếp điểm đấy nó đóng và một thời gian sau nó bị hỏng không? Mọi người thấy được không ạ? Đúng không? Mọi người thấy được là một thời gian xong bị hỏng không? Thì nên là mọi người sẽ hình dung ra như này. Nếu bây giờ chúng ta cùng chọn chọn là gì? Chọn cái tiếp cái chọn dơ le thì chúng ta phải chọn như thế nào? Mọi người hình dung là chúng ta phải chọn có hai yếu tố để chúng ta cần chọn về dơ le. Hai yếu tố để chúng ta cần chọn dơ le. Ví dụ như mọi người sẽ thấy được là dơ le chúng ta sẽ có cuộn dây và thứ hai nữa là tiếp điểm. Thì mọi người sẽ hình dung như này. Nếu bây giờ cái tiếp điểm của chúng ta đấy, cái cuộn dây chính là cái cuộn dây. Ví dụ như bây giờ mọi người có dám lấy cái dơ le của Zimway sang cho cái dơ le của Piaggio không ạ? Và thời gian sau, ví dụ bây giờ mọi người hình dung như này, một cái tiếp điểm cái tải của cái motor đề ấy, nó là khoảng 30A, tải của motor đề ấy, cái tải motor đề của Piaggio nó là 30A, mà bây giờ mình lấy cái tải của cái dơ le Zimway của mình ấy, nó sử dụng ví dụ như nó chỉ chịu được khoảng 20A thôi. Ở trên này nó không có bảng nên là giải thích cho mọi người hơi khó hình dung. Nên là mọi người hình dung ra được như này, chúng ta phải ở dơ le chúng ta chọn được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cuộn dây. Cuộn dây chính là cuộn dây này sử dụng điện áp bao nhiêu vôn. Ví dụ như là mọi người thấy được là cái cuộn dây của chúng ta có nhiều dơ le nó sử dụng điện áp là 24V, có nhiều dơ le nó sử dụng điện áp là 5V, có điều dơ le của chúng ta xe máy của chúng ta sử dụng đều là 12V. Còn cái việc như ô tô người ta sẽ có dơ le 24V, đúng không ạ? Dơ le là 24V chính là cái cuộn dây của chúng ta đấy. Mình đang tìm hiểu bao nhiêu vôn chính là đang tìm hiểu cái cuộn dây. Ví dụ như cuộn dây của cái Zimway xe máy của chúng ta nhá. Nói chung là cái cuộn dây của chúng ta nó đều sử dụng là điện áp 12V. Còn bây giờ vô tình chúng ta cấp 24V vào thì theo mọi người cái dơ le chúng ta có chịu được không? Đúng không ạ? Thì nên là chúng ta sẽ phải chọn hai yếu tố. Khi chọn về dơ le chúng ta phải chọn cái cuộn dây của chúng ta là sử dụng điện áp là bao nhiêu vôn. Rồi cái tiếp điểm sau khi nói về cuộn dây xong thì sẽ nói về tiếp điểm. Ví dụ như cái cuộn dây của chúng ta nó sử dụng điện áp là 12V thì chúng ta phải sử dụng trên những cái chiếc xe sử dụng 12V, cái nguồn 12V. Nếu cái chúng ta sử dụng cái điện áp ví dụ như là gì ạ? Ở trên cái mạch điện của chúng ta ấy, nó có dơ le 5 chân thì cái dơ le 5 chân đấy nó sẽ sử dụng điện áp là 5V. Dơ le 5 chân đấy nó có cái nguồn cái cuộn dây nó sử dụng điện áp 5V. Còn ví dụ như trên ô tô ấy, ô tô thì người ta sẽ thường sử dụng đó là 24V. Thế nên là chúng ta sẽ phải để ý chọn cái cuộn dây phù hợp với chiếc xe. Đó là một yếu tố của cuộn dây. Còn tiếp theo chúng ta đến với tiếp điểm. Ví dụ như tiếp điểm của xe Piaggio chẳng hạn, nó cường độ dòng điện nó rất là lớn và nó gây ra hiện tượng bị chập cháy cái dơ le đề của chúng ta, đúng không ạ? Cái dơ le đề của chúng ta bị chập cháy chập với nhau. Đúng không ạ? Thì lúc đó là gì ạ? Cái cường độ rất là lớn. Nếu chúng ta sử dụng ví dụ như là cái của Piaggio sử dụng là 30A, cường độ dòng điện là ví dụ là cái thông số kỹ thuật của nó là chọn 10 cuộn dây là 12V 30A, tức là cái dơ le 12V và 30A. Thì bây giờ chúng ta chọn sang của Zimway chẳng hạn, nó có là 12V nhưng mà có 10A chẳng hạn, thì theo mọi người nó có sử dụng được không và nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Đó, câu hỏi đấy, rất rất thực tế nhá. Mọi người hình dung ra được rất thực tế về dơ le. Rất nhiều anh em cứ nghĩ là cứ cắm vào là được nhưng thực tế là nó còn liên quan đến thông số kỹ thuật. Đó, mọi người hình dung ạ, cái câu hỏi vừa rồi mọi người trả lời đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như một cái dơ le của Piaggio đang sử dụng là 10 điện áp, thông số kỹ thuật là 12V và 30A, mà bây giờ mình lấy sử dụng một cái dơ le mọi người tìm dơ le này có cuộn dây là 12V và cái ampe của nó chỉ có 15V, thì theo mọi người cắm cái dơ le đó vào chiếc xe Piaggio thì theo mọi người nó có bền được không hoặc là nó có bị làm sao, đúng không ạ? Vâng, ok, sử dụng được nhưng nhanh hỏng, đúng không ạ? Vì cường
nó rất là lớn, đúng không? Rồi. Rồi ok, cái này em sẽ giải thích qua cho mọi người như vậy thôi. Đó là hai yếu tố. Vâng. Rồi vẫn dùng được nhưng nó sẽ bị nhanh hỏng thôi. Mọi người dùng là nó vẫn dùng được nhưng nhanh hỏng. Một là nhanh hỏng, hai là cái motor đề của chúng ta sẽ hoạt động không đủ hết công suất. Được không ạ? Mọi người dùng ạ. Đúng rồi, nóng quá sinh nhiệt chảy tiếp điểm. Và thứ hai nữa là cái motor của chúng ta sẽ không, cái motor đề của chúng ta sẽ không hoạt động đủ công suất vì cường độ dòng điện đi qua nó không tốt, không đủ công suất để cho cái motor đề hoạt động được, nó sẽ bị om. Ok không ạ? Đó, mọi người hình dung được chưa? Ok chưa? Vâng, ok. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến cái phần tiếp theo nhá. Rồi dơ le ok chưa? Dơ le ok chưa? Vâng, thì mọi người hình dung là trong một cái mạch điện dây dẫn của chúng ta có hai yếu tố, đó là một là điện áp và hai là cường độ dòng điện. Cái này sẽ giải thích sâu hơn trong cái phần đọc sơ đồ nhá. Giải thích sâu hơn trong phần đọc sơ đồ. Rồi bây giờ chúng ta ok thì để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhá. Ok chưa? Hôm nay giải rất kỹ về vấn đề này rồi đấy. Đúng không? Giải rất kỹ về dơ le, một tiếng đồng hồ để giải kích về dơ le đấy. Cố gắng anh em làm sao hiểu thật kỹ về dơ le, được không? Hiểu thật kỹ về dơ le. Ok chưa? Chuyển nhá. Rồi mọi hình dung ra được dơ le chưa? Tiếp điểm dơ le 5 chân, dơ le 4 chân, ok rồi đúng không ạ? Rồi mọi người thấy được cái cuộn dây này, cái mục đích có hai yếu tố, hai yếu tố ở đây mọi người cùng phân tích với mọi người đó là gì? Thứ nhất là cái cuộn dây này nó sử dụng điện áp bao nhiêu, đúng không? Sử dụng điện áp bao nhiêu? Cái bản chất mọi người, cái đời Zimway của mọi người ấy, bấm nút đề là gì? Bấm nút đề là gì? Để mục đích là gì ạ? Dập mát cho cái cuộn dây này mà thôi. Bản chất là gì? Mọi người hình dung ra này. Cái cuộn dây ở trên dơ le ấy, bản chất cái Zimway của mình chẳng hạn, cơ bản nhất cái đời Zimway. Mọi người hình dung ra được cái nút đề của chúng ta là bản chất là dập mát cho cái cuộn dây này. Mọi người hình dung cuộn dây này nhá. Cái cuộn dây này. Cái cuộn dây này nhá. Được ạ? Cái cuộn dây này bản chất là gì? Cái nút đề của chúng ta bản chất là dập mát cho cuộn dây này. Cái cuộn dây này chỉ làm nhiệm vụ là gì ạ? Trở thành từ trường và nó hút cái tiếp điểm này đóng lại với nhau. Hút lại tiếp điểm này đóng với nhau. Thì cái cuộn dây này nó sử dụng điện áp bao nhiêu thì người ta định mức nó là bao nhiêu vôn rồi. Chúng ta phải mua nó đoạn định mức. Tiếp theo là cái khi cái nó cái cuộn dây này nó trở thành từ trường, mọi người thấy không ạ? Cái cuộn dây quay quanh lõi thép nó là từ trường, cái kiến thức vật lý này rất là lâu rồi. Anh em đều trải qua rồi hoặc là một số anh em chưa tiếp cận thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu được cái kiến thức vật lý. Đó là cuộn dây quay quanh lõi thép đúng không ạ? Cấp nguồn à thì nó sẽ trở thành 500 điện. Thì 500 điện này nó sẽ hút cái từ trường, từ đấy này nó hút lại cái tiếp điểm này bằng kim loại đúng không ạ? Nó sẽ hút cái tiếp điểm này lại. Hút cái sắt này xuống, bản chất là như này, nó hút cái sắt này xuống. Nhưng mà cái gì ở đây, đầu này nó được cấp gì ạ? Cái tiếp điểm rồi. Thế nên là khi nó hút lại thì cái tiếp điểm này nó được đóng với nhau. Thì lúc đấy điện nó sẽ được chạy qua đây và đi vào gì ạ? Vào cái tải của chúng ta. Đó là như vậy. Thế nên là cái bản chất mọi người phải hình dung ra dơ le nó có hai phần điều khiển giống nhau. Ok không ạ? Rồi bỏ qua cái phần này, mọi người tìm hiểu dơ le hôm nay giải thích cho mọi người gần một tiếng đồng hồ liên quan đến cái dơ le này rồi. Nên là cố gắng mọi người cố gắng hiểu kỹ về dơ le nhá. Dơ le là có 4 chân. À, được chưa? Rồi, ok nhá, chúng ta tiếp tục chuyển sang cái phần linh kiện khác nhá. Anh em nào chưa hiểu có thể xem lại được. Đúng không ạ? Rồi ok. Ngày mai à, không biết kịp không? Sau buổi tối ngày mai em sẽ đặt câu hỏi nhá, sẽ có bài tập nhá. Hôm nay thì chưa, ngày tối ngày mai sẽ có bài tập. Đúng không ạ? Để xem mức độ anh em hiểu bài đến đâu, hiểu phần nào, nhận thức đến đâu để em điều chỉnh giáo án lại phù hợp với nhiều anh em. Đúng không ạ? Nhiều anh em comment ok ok đã hiểu nhưng mà khi hỏi bắt đầu mới có cái cảm nhận là cái kiến thức của mình nó có đúng như mình hiểu không, thì đó là câu trả lời. Ok không ạ? Ok không ạ? Ngày mai sẽ tối ngày mai mới có câu hỏi, hôm nay không có câu hỏi thì ngày mai mới có câu hỏi, lốt ngày mai thì bắt đầu mới có câu hỏi, thì sau đó mọi người phải trả lời câu hỏi đó đến tuần sau thì sẽ trả lời. Đúng không ạ? Câu hỏi nhá, đặt câu hỏi. Làm như vậy thì để cái sự phản hồi lại của mọi người là cảm nhận được cái cách em chia sẻ, mọi người có hiểu hay không. Nhiều lúc mà mình cứ nói như thế thì chia sẻ như vậy nhưng mà mọi người hiểu được phần nào hay không hiểu thì lúc đấy thì mình phải biết được là anh em đang ở phần hiểu phần nào, thì mình chưa hiểu phần nào thì mình giải thích phần đấy kỹ hơn. Ok không ạ? Có anh em có đồng ý làm bài tập không ạ? Bài tập online luôn nhá, chia sẻ lên đấy mọi người phải trả lời trắc nghiệm luôn, không cần phải hỏi, hoặc là có một số câu hỏi phải trả lời, đúng không ạ? Để xem, để kiểm tra anh em xem là độ hiểu hiểu bài của mình đến đâu, đúng không ạ? Để em biết được điều đấy. À, chưa kết thúc khóa học nhá, ngày mai mới là kết thúc tuần này thôi. Ngày mai mới là kết thúc của tuần này, chưa phải là kết thúc khóa học. Thoải mái đi mọi người, bao giờ hết dịch mới hết học.
Và còn hết học này còn 5 5 buổi nữa miễn phí cơ mà, học trực tiếp cơ mà, lo gì, đúng không ạ? Chưa hiểu đến lớp hỏi. Rồi, ngày mai sẽ đặt câu hỏi từ đầu đến cuối nhá, từ đầu đến lúc học nhá. Rồi ok, chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo. Rồi, cái giơ lên năm chân này bây giờ chúng ta em đây là cái video em quay quay lại cái video này mô phỏng lại cái cách chúng ta kiểm tra giơ lên, đo giơ lên. Đo đâu là tiếp điểm, đâu là ấy. Hồi cái này mai em sẽ quay video lên cho dễ. Hay chúng ta cùng xem qua video này nhá. Để chúng ta chuyển sang phần mới. Đây sẽ là cách xác định các đâu là chân điều khiển, đâu là tiếp điểm thường đóng, tiếp điểm thường mở trên giơ lay 5 chân. Đầu tiên chúng ta chuyển thang đồng hồ sang thang đo diode. Chúng ta cùng đo từng cặp một. Nếu ở đây chúng ta đo hai cặp này, nó đo như vậy đã lên điện trở, giá trị điện trở ở đây thì tức là đây là chính là cuộn điều khiển, và một chân còn lại của cuộn điều khiển này sẽ không thông với bất kỳ một chân còn lại. Dạ, như vậy là chúng ta đã xác định được đây là cuộn điều khiển và cuộn điều khiển này vẫn đang hoạt động tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xác định được đâu là tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường mở, thì ba chân còn lại chúng ta đo lần lượt như sau. Nếu hai chân này sẽ không thông thì hai chân này không thông thì tức là đây là tiếp điểm thường mở và tiếp điểm này là tiếp điểm thường đóng. Dạ, tiếp điểm thường đóng. Khi chúng ta cấp nguồn cho hai cuộn dây này thì hai tiếp điểm này sẽ thông lại với nhau. Dạ. Một trong hai điểm tiếp điểm này sẽ thông với nhau. Dạ. Rồi, xin chào. Vâng, khá nhiều anh em hỏi đo ôm ấy, đo cuộn dây ấy bỏ qua đi. Bản chất là gì mọi người sẽ hình dung ra được là chúng ta đo ấy, đo để bản chất để xác định thôi, xác định được cái đâu là tiếp điểm, đâu là cuộn dây. Nhưng thực tế ít khi phải đo như này lắm. Mọi người nhìn trên sơ đồ, mọi người đã nhìn hình dung ra đâu là tiếp điểm, đâu là điều khiển rồi. Thế là nó ít khi em phải phải đo này. Chẳng qua là hôm nay làm video hướng dẫn, là vì online nên là không chia sẻ cho mọi người cách đo được, nên là phải làm video hướng dẫn này thôi. Thế là mọi người hình dung ra được cái việc chúng ta đo ở đây ấy, đo tiếp điểm này chẳng qua là để xác định thôi. Còn bản chất ấy, bản chất là gì mọi người sẽ nhìn trên sơ đồ mà biết đâu là tiếp điểm, đâu là điều khiển rồi, đúng không ạ? Ok nhá, chúng ta bỏ qua phần này nhá. Rồi, cái đấy sẽ liên quan kỹ hơn về sơ đồ mạch điện, về phần giải thích kỹ hơn cho về dơ le trong cái phần về hệ thống khởi động nhá. Còn rất nhiều thứ này. Rồi, cái này mọi hình dung ra là như này nhá. Sau này mọi người sẽ hình dung là FI mình không FI thì nó vẫn đơn giản, nó sẽ bóc ra từng mạch nhỏ, cứ kín mạch thì nó sẽ hoạt động. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ tiếp theo này, mọi người tạm thời dừng ở đấy nhá. Chúng ta chuyển sang cái phần mới, vì hôm nay một tiếng đồng hồ về dơ le rồi. Rất là kỹ rồi đúng không ạ? Hôm nay thực tế là không được đo cho mọi người nhìn thôi. Hôm nay đang giải thích rất kỹ và liên quan đến cả sơ đồ, cả liên quan đến cả ấy rồi. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần nữa, nó liên quan giới thiệu qua cho mọi người, đó là Chantitor. Chantitor nó cũng giống như con dơ le của mình. Ví dụ như ở dơ le của mình ở ngoài ấy, thì nó dùng một dòng điều khiển nhỏ điều khiển một dòng điện lớn hơn. Thì trong dơ le này nó cũng trong Chantitor nó cũng như vậy, nhưng nó sẽ là nhỏ hơn, cường độ dòng điện nhỏ hơn so với dơ le, và nó nằm ở trong gì ạ? Mạch điện tử của chúng ta. Ví dụ như là cái mạch bơm xăng, mạch kim phun, đúng không ạ? Mạch van IACV, mạch cầm chừng nhanh, nó cũng đều sử dụng một Chantitor. Một Chantitor bên trong nó cũng làm nhiệm vụ là gì ạ? Nhưng mà đa phần, mọi người hình dung này, đa phần ở trên cái cơ cấu chấp hành, tức là trong ECM của chúng ta đều sử dụng Chantitor nghịch. Ở trên bây giờ chúng ta sẽ có hai vấn đề, hai loại Chantitor. Chantitor nó là gì ạ? Một Chantitor nghịch và một Chantitor thuận. Chantitor nghịch thường ứng dụng trong cái ECM của chúng ta hơn, và thường ECM chúng ta thường hỏng, đó là hỏng của Chantitor này. Mọi người hình dung ạ? Thường hỏng ví dụ như là hỏng bơm xăng, không bơm xăng, hỏng van điện từ, van từ cầm chừng nhanh ấy, chẳng hạn như vậy. Nó bị hỏng, không dập mát cho van điện từ rồi thì không dập mát cho kim phun, đúng không ạ? Không dập mát cho dơ le đề. Rất nhiều, vì bản chất là bên trong con dơ le này nó đã bị hỏng, bị chết. Thì nó sẽ làm nhiệm vụ, mọi người dung ra là ở trên ECM của chúng ta đều sử dụng cái con Chantitor, đó là Chantitor nghịch. Chantitor nghịch. Chantitor nghịch nó sẽ làm loại Chantitor điều khiển cuối nguồn. Mọi người đang nhìn ở trên sơ đồ ấy. Đang trên hình ảnh như này thì đây chính là Chantitor. Chantitor này nó là có hai loại, là một Chantitor nghịch và một Chantitor thuận. Chantitor nghịch là loại gì ạ? Luôn luôn điều khiển cuối nguồn, và Chantitor nghịch này ứng dụng trong ECM chúng ta rất nhiều. Còn Chantitor thuận thông thường nó thường dùng để mạch cấp nguồn, thường là mạch cấp nguồn. Ví dụ như anh em là sửa đồng hồ ấy, sửa trong đồng hồ, ví dụ như mấy cái đồng hồ ở trên dòng xe Honda nó sẽ có những con Chantitor nghịch, Chantitor thuận.
là con Chanitor đấy mục đích để cấp nguồn, đúng không ạ? Anh em nào sửa đồng hồ chưa? Anh em nào comment trong này có phải không? Anh Lành Đỗ đúng không ạ? Anh Lành đúng không? Anh Lành. Anh Lành nhá, phải không? Rồi anh Lành có đúng không? Con Chanitor. Vâng. Cái mục đích ở đây để mọi người biết quan trọng ấy, nhiều anh em phải biết nó hỏng ở đâu để mà thay, chứ không phải nhiều lúc là cứ biết nó hỏng thì ai cũng biết là thay được rồi. Mong muốn thì mọi người đều là thay để lấy tiền, chứ đừng có sửa. Sửa thì tỷ lệ bảo hành nó cao hơn, đúng không ạ? Tỷ lệ bảo hành nó cao hơn nên tốt nhất là sửa. À, nên tốt nhất là thay. Quan trọng là mọi người phải biết được nó hỏng ở đâu để mà thay, được chưa ạ? Thì cái Chanitor này thì mục đích là gì ạ? Để dùng giới thiệu cho mọi người thôi, chứ còn học về Chanitor này thì nó cực kỳ phức tạp. Và anh em mình là những kiến thức điện tử cơ bản thì chỉ hiểu về nó thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là cái bơm xăng của chúng ta ấy. Và mọi người hình dung nhá, bây giờ nhá, cái thời điểm bây giờ này mọi người hình dung này. Cái đến thời điểm bây giờ xe đời mới ấy, xe đời mới bây giờ ấy, không còn dơ le bơm xăng nữa nhá. Nên là ở bên trong này con Chanitor nó sẽ điều khiển trực tiếp dơ le bơm xe, bơm xăng. Trực tiếp cho dơ le bơm xăng, nên là mọi người hình dung ra được nếu sau này ấy, cái Chanitor này nó hỏng là chuyện bình thường. Vì cái bơm xăng của chúng ta cường độ dòng điện nó lên đến khoảng xấp xỉ khoảng 1A hoặc có thể hơn 1A. Và nó hoạt động trong cường độ liên tục từ lúc chúng ta mở khóa điện lên cho đến lúc chúng ta chạy 100 km hoặc khoảng vài trăm km, và từ lúc chúng ta mua xe đến lúc chúng ta đi sửa nó sử dụng thời gian liên tục, nên là tỷ lệ hỏng sau này nó cũng sẽ rất là cao. Cái gì dùng nhiều nó cũng sẽ phải hỏng, phải không ạ? Thế nên là cái việc đây em giải thích cho mọi người phải hiểu về dơ le thôi. Ví dụ như bơm xăng của chúng ta, cái kim phun của chúng ta ấy, mọi hình dung này, cái kim phun cũng là một cuộn dây, đúng không ạ? Vâng. Thì đấy là cái mọi người hình dung này, cái sửa chữa ấy, để dành cho những anh em chuyên sửa chữa đi. Mọi người chỉ hiểu về nó để mình biết được nó hỏng ở đâu để chúng ta thay thế thôi, hoặc chúng ta sửa chữa theo quyết định của khách hàng. Thì mọi người sẽ chọn cái phương pháp sửa thì chúng ta lên đưa cho những anh em chuyên sửa, hoặc là chúng ta có thời gian để chúng ta học. Thì mọi người phải thật sâu thì mới không bị vật. Còn nếu mà chúng ta học lửa vời mà vào điện tử ấy, nó vật cho tung người. Nhiều anh em mới bảo đi học về xong quyết định là không sửa nữa vì nó quá mất quá nhiều thời gian. Ví dụ anh sửa một con Esen này lấy được khoảng 300.000 mà anh mất độ khoảng 1 ngày, 2 ngày và thậm chí phải đền. Mình thấy được nó rủi ro quá lớn, và mình không chuyên môn thì lúc đấy mình sẽ thấy được là nó không hiệu quả. Còn anh em nào đã chuyên thì người ta thấy được là trong người ta bỏ ra khoảng 5, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng người ta làm được cái đấy, người ta kiếm được 300 thì nó đó là xứng đáng. Đúng không ạ? Thế nên là cái gì chúng ta làm thì chúng ta lên đến cái kiến thức nó thật tốt thì hãng làm, đúng không? Đừng nhận về xong lúc đó nó vật cho tung người ra. Vâng, vâng. Vâng. Ok không ạ? Vâng. Rồi cái ứng dụng trên eSIM của chúng ta rất nhiều cái dơ le nhá. À quên, xin lỗi mọi người, là rất nhiều con Chanitor ở bên trong nhá. Tất cả cơ cấu chấp hành của chúng ta như Mobin, bơm xăng, kim phun, Vania CV. À quên, xin lỗi, Vania CV, van cầm chừng nhanh. Rồi thì van VVA, rồi tất cả mọi thứ mọi người thấy được là nó đều điều khiển mát. Thì nó sẽ sử dụng đều là một con Chanitor nghịch. Nó sẽ điều khiển dập mát cho phần cơ cấu chấp hành mà thôi, đúng không ạ? Ok anh, 4 năm củ bán tài khoản xong đúng không ạ? Ok mọi người, ok không ạ? Chúng ta sẽ chuyển qua tiếp theo. Thì Chanitor chỉ giới thiệu mọi người như vậy thôi. Còn cái việc ở đây chúng ta không ứng dụng vào, vì cái này chúng ta là kiến thức điện tử cơ bản thôi. Giới thiệu mọi người biết nó đến nhiệm vụ của nó và trên xe của chúng ta mà thôi. Ví dụ như sau này mọi người thấy được là bật khóa điện nên không thấy bơm xăng, mọi thứ đầy đủ tốt. Cả sau này mọi người học về hệ thống cung cấp nhiên liệu bơm xăng ấy, thì bơm xăng nó không hoạt động, chúng ta kiểm tra như nào để chúng ta xác định được bơm xăng chết, đường dây hỏng hay là eSIM chết, thì chúng ta xác định tất cả mọi thứ rồi, chỉ còn mỗi thằng eSIM chết thì lúc đấy chúng ta khẳng định là eSIM nó chết. Chết vì sao? Vì con Chanitor bên trong nó không dập mát, thế thôi. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đúng không ạ? Vâng. À có một số anh em làm rồi đấy đúng không ạ? Một số anh em làm rồi em biết mà. Chúng ta phải học đến làm sao đến cái mức độ làm tốt, thật sự tốt, khẳng định chuyên môn thì lúc đấy chúng ta nhận, vì không lúc đấy chúng ta sẽ bị vật tung người. Và lúc đấy cảm giác anh sẽ bị chán ngay. Chán nghề luôn đấy. Muốn bỏ nghề luôn đấy đúng không ạ? Nhiều anh em sợ FI đúng không ạ? Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ vào đi vào FI rồi. Nó nhẹ nhàng hơn, nó vào xe thiết thực hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. À mọi người, chúng ta Chanitor là cũng có hai dạng, một Chanitor thường và một Chanitor công suất. Mọi người dùng này, cái chế cháo bỏ qua nhá, cái chế cháo thì cực kỳ, nếu anh em hiểu về bản chất ấy, cực kỳ đơn giản để chế về con bơm xăng. Được. Nếu mà anh em muốn hiểu về, muốn chế về con bơm xăng ấy cực kỳ đơn giản, nhưng em khuyên mọi người lên thay
vì sao lúc ấy mình ok hơn và mình lấy tiền của khách hàng cũng tự tin hơn và cũng đảm bảo hơn, được không? Còn cái cách mọi người chế vẫn được thôi, có nhiều cách để chế lắm, nhưng mà em thì em không khuyến khích mọi người cái chế, cái mạch chế đấy cực kỳ đơn giản. Rồi mọi người hình dung ra được cái chanitor này nó cũng có hai loại, là một loại chanitor thường và một loại chanitor công suất. Nó cũng theo kích thước của nó, mọi người hình dung ạ, nó cũng theo kích thước của nó, to thì nó sẽ làm gì ạ, công suất lớn hơn, nhỏ thì công suất nhỏ. Ví dụ như điện trở chúng ta cũng vậy, mọi người có thấy cái điện trở của báo xăng không ạ? Mọi người nhìn thấy cái điện trở của báo xăng của xe lít nó hay hỏng không ạ? Điện trở báo xăng của xe lít ấy có thấy to hơn cái điện trở bình thường không? Mọi người thấy không ạ? Cái điện trở của báo xăng của xe lít và điện trở mọi người hay gặp nó có to hơn bình thường không? Có điện trở của báo xăng có to hơn không ạ? Mọi người thì comment không ạ? Có to hơn, anh nào sửa chưa? Vì nó cũng liên quan công suất nhỏ và công suất lớn ấy. Ví dụ như là điện trở của báo xăng ấy, nó to đùng ra, mọi người thấy nó to đùng không? To bằng cái đầu đũa chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nó to bằng đầu đũa, nhưng mà cái điện trở trên mạch điện của chúng ta nó bé tí. Nó rất nhỏ. Đúng không ạ? Mọi người thấy được ạ? Nó có liên quan đến công suất. Ví dụ như là ở cái công suất của cái điện trở của bơm xăng ấy, của cái báo xăng ấy, báo nhiệt, báo xăng ở đồng hồ xe SCR xe lít 110 ấy, nó hay bị hỏng ấy, thì mọi người phải mua cái con đó và nó sẽ là con công suất lớn hơn con điện trở bình thường. Đúng không ạ? Mọi người thấy ứng dụng ở trên xe của mình ấy, nó có nhá. Các cái mạch linh kiện của mọi người thấy được là linh kiện, ví dụ như cái linh kiện này, ở cái linh kiện dán ở đây trong e xe này nó có những linh kiện rất là nhỏ, điện trở rất nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao ở trong bơm xăng, báo xăng của mình nó lại là con điện trở rất to? Vì nó liên quan đến công suất. Và con công suất đấy nó là công suất 2W, còn bình thường của mình ấy nó sử dụng công suất nhỏ hơn. Công suất, ví dụ như anh mua cái con công suất ví dụ như là của báo xăng nó sẽ khoảng 2W, được không ạ? Điện trở báo xăng 75 ohm 2W, dạng như vậy. Rồi còn điện trở thường nó nhỏ hơn, người ta sẽ không hỏi công suất bao nhiêu. Được chưa? Mình đưa hình ảnh ra người ta sẽ hỏi. Rồi tiếp theo thì chanitor nó cũng vậy, là một loại chanitor công suất và chanitor thường nhỏ hơn bình thường. Chanitor nhỏ dùng công suất nhỏ, chanitor là công suất lớn hơn. Nó theo hình dạng, theo kích thước. Theo hình dạng, theo kích thước, đơn giản như vậy. Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó là cái phần IC ổn áp. Mấy hôm trước có một số anh em nói là bây giờ chết cái nguồn 5V thì chúng ta có thể chế được hay không? Hoặc là trên xe của ta có mấy cái nguồn, là ví dụ như là nguồn 5V, VCC 5V. Rồi tiếp theo là một cái nguồn nữa là mọi người hay gặp ở trên đề từ ACG ấy, đúng không ạ? Ví dụ như đề từ ACG của chúng ta là cái chân cảm biến CKB nó có nguồn 12V, thì bây giờ chẳng may nó bị hỏng cái chân cấp nguồn ở trong ECM mà không cấp nguồn 12V ra thì chúng ta phải làm thế nào, đúng không ạ? Có thể là đây là phương pháp chia sẻ một cái cách để chúng ta ứng dụng thôi, còn em không khuyến khích mọi người là chúng ta thay sử dụng như vậy, sửa chữa như vậy, mà chúng ta lên thay thế ECM. Đừng cái việc là ở ngoài. Chẳng qua là mọi người hình dung ra có người có cách phương pháp để chúng ta làm để giả lập được thôi. Để chạy có một có thể là chạy tạm hoặc là xử lý trường hợp khẩn cấp hoặc là khách hàng không có điều kiện gì gì đó và mọi người làm được, đúng không ạ? Thì trong nó sẽ có gọi là gì? IC ổn áp. IC ổn áp này nó sẽ gọi là gì? Là nó sẽ tạo ra cái điện áp cố định. Ví dụ như là mọi người sẽ mua những con điện, muốn tạo ra điện áp 5V thì mọi người phải mua những con IC tạo ra điện áp 5V. Ví dụ như ở đây mà em hay thường dùng đó là con LM7805, là những cái loại linh kiện tạo ra điện áp 5V ổn áp. Mọi người dùng là ổn áp nha, tức là mọi người cấp đầu vào có thể là từ 7V cho đến 25V. Mọi người thay đổi đầu vào, ví dụ như là từ 7V nó cũng ra 5V, 10V nó cũng ra 5V, 12V, 24V nó cũng vẫn ra 5V, tức là người ta gọi là ổn áp, ổn định cái điện áp của nó là như vậy. Mọi người đúng không ạ? Vâng, đấy là cái cách mà mọi người tạo ra cái điện áp 5V ổn áp, VCC ổn áp trên gì ạ? Trên cái phần mạch của chúng ta sẽ có những cái linh kiện như vậy, nó gọi là IC ổn áp. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể tạo ra cái điện áp là gì ạ? 12V. Mọi người lưu ý nhá, có một số anh em nói là mọi người lưu ý là ở đây là có cường độ dòng điện đấy nhá, không phải là cái việc mà mọi người hạ trở xuống để ra điện áp đâu, không phải. Ở đây nó sẽ có cường độ dòng điện nên là chúng ta sẽ phải dùng IC này nó mới có cường độ dòng điện. Đúng không ạ? Chúng ta hạ qua trở, giảm điện áp xuống, qua trở, giảm điện áp xuống thì lúc đấy nó cản cả cường độ dòng điện rồi. Mà cái thiết bị của chúng ta ví dụ như CKB hoặc những cái phần vật khác nó sử dụng đến, nó phải gần đến tải cường độ dòng điện đi qua thì lúc đấy chúng ta phải sử dụng IC ổn áp này nó mới tạo ra điện áp và nó theo cường độ dòng điện đi theo được. Mọi người lưu ý không ạ? Rồi bây giờ chúng ta có rất nhiều IC ổn áp. Ở đây ví dụ như em có cái sơ đồ chân này, mọi người có thể lên trên mạng ấy, trên Google mọi người search là mua con LM7805 thì bây giờ chân 1 cấp nguồn như thế nào, thì mọi người sẽ thấy được là ở đây có vẽ cái sơ đồ cho mọi người rồi. Cái chân số 1 là chân đầu nguồn điện áp đầu vào, tức là có thể cấp 12V vào đây. Chân số 2 là chân mát, chúng ta sẽ nối với mát khung. Cái chân đầu số 3 là chân đầu ra, nó sẽ có tạo ra điện áp 5V. Ở đầu số 1 chúng ta đưa vào 12V.
chân mát này chúng ta nối với mát khung thì chân số 3 này chúng ta sẽ được ra là gì ạ? 5V. Còn nếu mà chúng ta muốn tạo ra điện áp 12V thì chúng ta sẽ phải mua con khoảng gì ạ? LM7812 chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ phải cũng có cấp nguồn 12V vào cho nó này. Và sau đó là gì, chân này là mát, chân còn lại nó sẽ ra điện áp 12V ổn áp nhá. Mọi lưu ý là gọi là từ ổn áp, tức là ổn định ở phần này. Được không ạ? Ok không ạ? Chúng ta sẽ tạo ra điện áp. Ví dụ như hôm trước chúng ta có diode Zeller của cái xe SCR và xe gì ạ? SCR và xe BC chẳng hạn, chúng ta mua con LM7809, chúng ta tạo ra điện áp 9V thì nó vẫn hoạt động bình thường. Cấp nguồn 12V cho cái đầu vào, mát nối với mát khung, chân số đầu ra là chân số 3 là nối với chân số gì ạ? Nó sẽ tạo ra điện áp 9V nối thẳng vào chân về gì ạ? ECM thì lúc đấy hoạt động bình thường. Được không ạ? Có rất nhiều cách để chúng ta làm. Ok không ạ? Rồi, linh kiện này nó cơ bản thôi, chúng ta nó liên quan đến phần này rồi. Tiếp theo chúng ta đến một loại nữa là loại IC, IC nhớ hay còn gọi là EEPROM. Anh em nào tua đồng hồ thì thường gặp con này rồi đúng không ạ? Ở đây em lại bị che mất cái góc này, bị che mất cái họ của ấy rồi. Họ của rồi. Ở đây ở cái trang này nó lại bị che, có mọi người thấy có bị che mất cái không? Em đang có cái đoạn này nó có bị, hôm nay lại không cắt được cái hình của em nên nó bị che mất cái nội dung bài học. Không có hình nên che mất nội dung bài học. À mọi người nhìn thấy cái mạch ở trên này đen xì không? Đó là do cái phông chiếu này nó sẽ cắt tất cả các màu đen đi. Thì nên là nó, mọi người nhìn thấy cái main nó sẽ đều là màu đen. Được, màu đen. Là vì sao? Ở trên cái main của chúng ta màu xanh nên là nó sẽ tách tất cả màu xanh đi, nó trở thành màu đen. Rồi mọi người sẽ thấy được là cái EEPROM này, IC này chính là IC là gì ạ? À là EEPROM là IC nhớ. Nó giống như cái thẻ USB chẳng hạn, ví dụ của mình ấy. Ví dụ thẻ USB là mọi người có thể lưu trữ được thông tin, nhưng cái lưu trữ thông tin này nó rất thấp, rất nhỏ, dung lượng nó rất nhỏ. Nó sẽ lưu lại. Rồi ở đây em đang bị che mất cái phần nội dung này rồi. Rồi che mất nội dung. Thì cái mọi người sẽ thấy được cái IC nhớ này nó sẽ làm gì? Mọi người sẽ thấy nó lưu trữ được cái thông tin, mọi người thấy được là có hay mã lỗi lịch sử, mã lỗi lịch sử không ạ? Mọi người để ý ở trên xe của mình nó có lỗi lịch sử không? Mã lỗi lịch sử không? Nó chính là lưu vào trong EEPROM này. EEPROM này nó sẽ lưu mã lỗi lịch sử. Được không ạ? Ví dụ trên ECM là như vậy. Ví dụ như về phần đồng hồ thì nó sẽ lưu trữ về km, số km. Tức là xe đi được bao nhiêu cây thì nó sẽ lưu vào con EEPROM này. Đấy, mỗi khi mình bật quả điện lên nó sẽ hiển thị lên là bao nhiêu km, đó chính là ở đây. Vâng, được chưa ạ? Còn đấy là EEPROM. Thì EEPROM này nó cũng sẽ chia ra rất nhiều họ, ví dụ như là họ 4, họ 93, họ 95, họ 24C. Anh em nào tua đồng hồ thì hay thường gặp bọn này, đúng không ạ? Hay thường gặp. Và cái họ chip của em nó bị che mất rồi. Họ chip này thì nó chỉ có họ 93C này nó có 93C46, 93C56, 93C66. Thì nó thường ứng dụng trên đồng hồ của chúng ta rất nhiều để lưu trữ số km nha. Lưu trữ số km ở trên này. Đúng không ạ? Số km. Rồi tiếp theo là họ 24C cũng vậy, nó lưu trữ thông tin, rồi là lưu trữ mã lỗi. Rồi ví dụ như ở trên dòng Piaggio thì nó lưu trữ về bảo mật chìa khóa của Piaggio ấy, nó cũng là một EEPROM. Rồi ví dụ như là của Smart Key của chúng ta bây giờ nó cũng là một EEPROM, nó cũng lưu trữ bảo mật chìa khóa ấy, đúng không ạ? Khóa Smart Key ở dòng xe Honda bây giờ ấy, nó cũng là lưu trữ qua EEPROM này. Được không ạ? Nó cũng lưu trữ về bảo mật mã KID, mã ECMID. Rồi mọi người ok chưa ạ? Rồi đấy là những cái kiến thức điện tử cơ bản, đúng không ạ? Kiến thức điện tử cơ bản. Vâng. Ok không ạ? Mọi thấy ok không ạ? Rồi comment đi ạ. Vì hôm nay em bị che mất cái đoạn này rồi, vì hôm nay em không kịp tách cái nền phông đằng sau nên là bị che mất cái nội dung. Rồi ở đây có họ 93C46, 93C56, 93C66 rất nhiều. Cái này nó liên quan đến kiến thức điện tử rồi. Cái này chỉ giới thiệu qua mọi người thôi. Nhiều anh em chúng ta không tiếp cận đến cái vấn đề sửa đồng hồ thì chúng ta thấy nó không hiệu quả trong công việc của mình, đúng không ạ? Mọi người ok thì comment ok nhá, comment ok để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Và ok. Rồi vừa rồi là chia sẻ cho mọi người về những cái kiến thức linh kiện điện tử cơ bản ứng dụng trên xe của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống này sau. Đúng không? Chúng ta sẽ dần dần bắt đầu đi vào xe máy rồi. Vâng, chào anh Dũng nhá. Vâng, cái kiến thức điện tử để chia sẻ mọi người thôi. Chúng ta không cần, nhiều anh em không ứng dụng vào trong công việc của chúng ta, không cần nhiều quá, đúng không ạ? Rồi chúng ta chỉ quan tâm đến phần xe thôi, sửa chữa xe. Cố gắng đọc về sơ đồ là ngon lắm rồi, đúng không ạ? Rồi ok chưa ạ? Rồi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhá. Rồi các tín hiệu điện tử, tín hiệu đầu vào. Rồi cái này sẽ bỏ qua, cái này sẽ giải thích sâu hơn trong phần sau.
Vâng, vẫn xem bình thường nhá, vẫn xem bình thường, vẫn là hơn 500 anh em đang xem nữa. Hôm nay vẫn chưa đạt được 600 người đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chia sẻ với mọi người, vẫn chia sẻ với mọi người đó là thay đổi hay là chết, vẫn chia sẻ rất là lâu rồi. Đúng không ạ? Thời điểm thợ máy chúng ta đã thay đổi, công nghệ thay đổi quá nhiều rồi, chúng ta không thay đổi thì mọi thứ sẽ bị chậm chân, dừng chân. Mọi người thấy được là cái bài học của Nokia đã rất rõ ràng, đúng không ạ? Nokia rất rõ ràng. Cách đây khoảng 3 5 năm trước, Nokia và những thời trước nó là chùm của gì ạ? Chùm của cái thế giới điện thoại. Nhưng đến thời điểm bây giờ mọi người thử hỏi trẻ nhỏ xem còn biết Nokia là điện thoại gì không? Và đưa cho nó chắc nó vứt đi, đúng không ạ? Bài học, đó là bài học. Nên tại sao mọi thấy được là những đội trẻ bây giờ có những cái tiếp cận công nghệ nó tốt hơn và có thể đi nhanh hơn, mọi người thấy, đúng không ạ? Thế nên đó là bài học muốn chia sẻ với mọi người, đó là thay đổi hay là chết. Có rất nhiều anh em bảo thủ là gì ạ? Tôi làm 30 năm trong nghề rồi, tôi làm bao nhiêu năm rồi, tôi là chùm khu vực này, tôi làm gì phải đi học, đúng không ạ? Mọi người lên mở cái góc nhìn của mình ra rộng hơn một chút thì mọi người sẽ tiếp thu được nhiều thứ hơn và thay thế cải thiện được mình hơn và tiếp cận công nghệ hơn, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái những cái phần em chia sẻ với mọi người. Thay đổi. Đúng không ạ? 30 năm thì đến thời điểm bây giờ nó bị cũ mất rồi, lỗi thời rồi. Vẫn nhắc lại câu hỏi nói là gì? Anh có dám đến bệnh viện mà 30 năm nay bác sĩ chưa đi cập nhật không? Đúng không ạ? Chưa dám đi cập nhật công nghệ không? Đúng không ạ? 30 năm rồi tôi ở nhà tôi chữa cho người ta có bị làm sao đâu. Không phải dành cho điện thoại đâu anh nhá, vì đây là cái cách mà chia sẻ với mọi người. Đến thợ máy bây giờ cũng vậy thôi, nếu anh không làm về hệ thống điện FI, không làm về hệ thống smart key, không làm hệ thống đèn led, không làm hệ thống ABS thì mọi người cũng vậy thôi, cũng bị sẽ bị đào thải, cũng bị rối. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ tiến sang với phần tiếp theo. Mọi người sẽ thấy được là cái phần này rất là hay và em muốn để nó làm sao dành cho những buổi ngày mai để mọi người làm sao chúng ta nhắc, để nhắc mọi người chuẩn bị được những cái dụng cụ, những cái phần học cụ để cho chúng ta tiếp thu trong những cái phần đọc hiểu sơ đồ tốt hơn. Thì cái phương pháp của em là đó là gì ạ? 3-0, không cần phải nhớ là vì sao là mọi người sẽ phải đọc được sơ đồ. Và cái đọc sơ đồ là đến thời điểm bây giờ phải đọc được sơ đồ thì chúng ta mới sửa xe nhẹ nhàng được. Còn nếu chúng ta không đọc được sơ đồ thì mọi thứ sẽ rất là khó khăn. Đó là như vậy. Mọi người luôn luôn phải nhớ nhớ quên quên, rất là khổ. Đúng không ạ? Mọi người sẽ hình dung ra được chúng ta sẽ phải đọc sơ đồ. Đúng không? Đọc sơ đồ. Đó là như vậy. Và cái phần thứ hai nữa là nhìn làm sao để nhìn sơ đồ hiểu điện áp. Vừa rồi chia sẻ cho mọi người đọc được cái đường dây của gì ạ? Bơm xăng. Đã là ra vấn đề rồi đúng không ạ? Dơ le bơm xăng. Dơ le khởi động chẳng hạn như vậy, dơ le đó là một cuộn dây thì chúng ta sẽ nhìn sơ đồ, chúng ta biết ngay được chân đấy nó bao nhiêu vôn và nằm ở vị trí nào. Ngày mai sẽ đọc cho mọi hướng dẫn mọi người cách chúng ta đọc được cái chân sơ đồ này nó nằm ở đâu, nằm ở vị trí nào và tìm nó ra làm sao, và chúng ta không cần phải nhớ một cái gì hết. Và sau này mọi người đọc, mọi người học về, ví dụ xe không đề được, chúng ta tìm đúng cái chân nào chúng ta cần tìm. Đúng một sợi, một cái chân chúng ta cần tìm thôi, chứ không phải lúc nào chúng ta bóc tung cái xe ra để chúng ta rạch tung cái sợi dây ra để chúng ta tìm. Đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ phải học và hiểu là cái nhận thức thấp nhất trong cái vấn đề rồi. Nên là mọi người hiểu xong mọi người phải áp dụng thường xuyên. Đấy, nhiều anh em nói bảo học xong về không có xe làm thì cũng quên hết, nó là điều bình thường. Nên là chúng ta phải áp dụng thường xuyên hàm và chúng ta nhiều anh em cố gắng mua một chiếc xe về trải nghiệm chán nó đi, về hiểu nó đi. Sau đó mình bán đi mình sẽ tự tin hơn rất nhiều. Được. Cắt dây rồi đủ thể loại trên đời, chế cháo rồi chỉnh xúc páp, chỉnh cò, chỉnh đủ thể loại, nhét cho bông kim phun tắc đi để xem chỉ số nó thay đổi như thế nào. Mọi thứ mình làm cho nó hỏng đi, chỉnh xúc páp ghi xuống xem chỉ số thay đổi như thế nào. Rồi nhiều thứ lắm, mọi người phải về, mọi người phải vật nó ra, mọi người trải nghiệm nó đi. Thì lúc đấy mọi người mới tự tin về xe được. Đúng không ạ? Chứ không anh em nói là bây giờ tôi đi học về mấy buổi, mấy chục buổi về mà mọi người đã làm được ngay. Đó là như vậy. Nên cái cách mà em chia sẻ với mọi người như vậy là phải làm. Tất cả học phải đi đôi với hành. Đúng không ạ? Hành nhiều lên. Đúng không ạ? Còn không hành thì sẽ bị ăn hành. Thế thôi. Đúng không ạ? Rồi. Đấy, chính như là cái chia sẻ của em đó là nhìn sơ đồ hiểu điện áp, đọc được sơ đồ. Rồi thứ hai nữa là đi du lịch vẫn sửa được xe. Đó là lý do ngày mai chúng ta sẽ phải làm và chúng ta phải ứng dụng, học và làm, trao đổi liên tục. Tức là em sẽ phải hỏi, câu đặt câu hỏi là mọi người phải tìm cho em cái xe này nó nằm ở đâu, chân số bao nhiêu, mọi người phải làm. Đúng không ạ? Phải làm thì lúc đấy mới là kiến thức của mọi người, lúc đấy mọi người mới hiểu. Đúng không ạ? Bỏ ra đi, giai đoạn đầu này mọi người sẽ thấy bảo ông này dạy nhiều lúc khó thế, chả hiểu cái gì cả, chả ứng dụng gì về xe cả. Nhưng thực tế sau này mọi người mới thấy được nó giá trị. Còn nếu bây giờ dạy cho mọi người cách làm ấy, ví dụ như không bơm xăng tìm ở đâu ấy, chân nào ấy, bao nhiêu vôn ấy, thì mọi người chỉ áp dụng được trên xe đấy thôi, gặp xe khác thì mọi người tìm thế nào, đúng không ạ? Đúng không ạ? À. Đúng không ạ, mọi người đúng không ạ? Vâng. Rồi vừa rồi hai đến ngày hôm nay là buổi số 3 rồi, chia sẻ cho mọi người cứ bình tĩnh,
đến những buổi sau này nó sẽ rất thích ở phần sau, đúng không? Ở phần sau này nó rất là hay vì mọi người phải làm được những phần cơ bản này trước, sau đó đi vào xe mọi người thấy ồ nó đúng như những phần cơ bản như này, đúng không? Quay lại trở lại đọc, quay lại đúng cái bài cơ bản, đúng là như vậy. Nó không có cái gì cao siêu cả, mọi người thấy là hình dung là cao siêu hay không ấy thì nó cũng phải có gốc. Có gốc tốt thì mọi người tự động mọi người sẽ khai thác và mọi người sau này mọi người sẽ có thể mọi người sẽ giỏi hơn em rất nhiều. Rất nhiều anh em giỏi hơn em rất nhiều. Vì anh em về làm thường xuyên và làm ứng dụng thường xuyên, mọi người làm rất nhiều anh em giỏi hơn là chuyện bình thường. Đó là mong đợi của em, mọi người phải giỏi, thật giỏi, giỏi hơn em rất nhiều để mọi người đừng hỏi em nữa. Để em thoát ly chứ, đúng không? Chứ bây giờ đào tạo một suốt ngày hỏi là chết đấy. Rồi ok không ạ? Mọi thấy ok không ạ? Rồi cái ngày mai mình sẽ học về phần này, đọc hiểu sơ đồ, mọi người sẽ nhìn được cái sơ đồ, bức tranh sơ đồ này nó cực kỳ giá trị cho mọi người. Nó thay thế không biết bao nhiêu cuốn tài liệu, được không ạ? Nó thay thế không biết bao nhiêu cuốn tài liệu, em nói với mọi người rồi. Vâng, nó thay thế không biết bao nhiêu cuốn tài liệu luôn. Những buổi sau này rất là hay, đúng không ạ? Đọc được sơ đồ mọi người nhẹ nhàng hơn rất nhiều và không cần quan tâm đến tài liệu. Nó không phải tập cuối đâu, nó ở từng tập. Nó ở từng tập chứ không phải tập cuối. Nó không có tập cuối. Học điện này ấy, học về kỹ thuật nó không có tập cuối đâu anh nhá. Anh Vĩ nhá. Học điện không có tập cuối. Phải luôn tục học. Mọi người học ở nhiều nơi, nhiều nguồn. Không quan trọng, phải học nhiều nơi, nhiều nguồn. Miễn là mình phải có xu hướng mà luôn luôn học. Đúng không ạ? Luôn luôn học. Học ở mọi lúc, mọi nơi, học ở nhiều người. Ai cũng phải học. Học từ khách hàng của mình, học từ con mình, học từ mọi thứ. Phải học, đúng không ạ? Để góc nhìn mình tốt hơn. Rồi ngày mai mình sẽ hiểu về bản chất về điện, nó chạy như thế nào, nhìn như làm sao để biết được điện áp bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Sẽ giải thích được cho mọi người. Ok không ạ? Có rất nhiều anh em comment ấy, comment với em là mong muốn, có rất nhiều anh em ấy mong muốn là muốn mua các cái cuốn tài liệu mà chính là cái những slide này của em. Để về học tốt hơn, để vừa học vừa nhìn được tốt hơn. Em thì em cũng không thích tài liệu lắm. Thật sự không thích tài liệu. Nhưng rất nhiều anh em mong muốn là có những cái cuốn tài liệu để anh em nhiều lúc quên xem lại. Hoặc là có thể ám sát được với cái nội dung chia sẻ. Em thì em chưa muốn tài liệu lắm, công bố tài liệu lắm. Thì có thể chúng ta xem video. Một số anh em thì rất nhiều anh em muốn mua tài liệu. Thì em thực tế từ trước nay không bán tài liệu. Đúng không ạ? Chỉ cần đọc được sơ đồ rất là ngon. Chẳng qua rất nhiều anh em là muốn có cuốn tài liệu để thứ nhất là để vừa học vừa xem trên tài liệu, và thứ hai nữa là chúng ta có thể nhìn được, ôn lại được, đúng không ạ? Em thì hiện tại chưa có cung cấp tài liệu nhá. Có rất nhiều anh em thì chỉ muốn mua lại những cái slide này thôi. Và cái slide của em rất là có, em sửa đổi rất là nhiều nhá. Những anh em nào đã học ở những cái buổi trước ấy thì đến thời điểm bây giờ ấy, em đã thay đổi rất là nhiều rồi. Sửa bên trong rất nhiều, cập nhật liên tục thay đổi rất nhiều. Vâng. Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được là ở đây. Vâng, mọi người thấy ở đây là những cái đọc sơ đồ ấy, nó rất quan trọng trong cái vấn đề là mọi người phải đọc được sơ đồ. Thì tất cả những cuốn tài liệu hay là những cái sơ đồ khác mọi người đừng không cần phải mua, những ngày mai ấy, chia sẻ cho mọi người cách chúng ta làm ứng dụng cái phần mềm Onmoto ấy, chúng ta tìm hiểu tất cả các loại sơ đồ trên xe, trên máy, trên cái phần mềm Onmoto, hoặc là chúng ta không phải mua bất cứ một cuốn tài liệu là về sơ đồ chân. Về sơ đồ chân là vì sao chúng ta đọc được chân sơ đồ rồi, tất cả mọi thứ. Vâng. Học hành và đồ thay là có ô tô. Vâng, có cả nhà nữa anh ạ, anh Quốc Vượng ạ. Vâng. Vâng. Ồ, em cung cấp sơ đồ từ lâu rồi. Vâng. Cách đây rồi bán hàng nghìn tờ sơ đồ rồi. Anh em nào xem mùa dịch năm trước thì bán sơ đồ rồi, đúng không ạ? Cung cấp sơ đồ cho rất nhiều anh em rồi, đúng không ạ? Và giờ hướng dẫn anh em đọc sơ đồ rất chi tiết rồi. Bây giờ các anh em sẽ ôn lại. Rồi bây giờ chúng ta, bài học của chúng ta cũng dừng ở đây. Bây giờ chúng ta chỉ giao lưu một chút thôi, đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ giải thích cho mọi người về đọc sơ đồ, đúng không ạ? Mọi người cố gắng này, mọi người hình dung này. Em muốn phương pháp là gì? Chúng ta phải học ở gốc, tức là gốc dễ. Sau này chúng ta sẽ nhìn những cái sơ đồ, ngày mai những chiếc sơ đồ của Smart, của những chiếc xe máy nó mới ra năm 2022, 2023, 2025, 2026, 2027. Khi chúng ta đọc được sơ đồ thì mọi xe chúng ta đều làm được. Được không ạ? Mọi hình dung ra vấn đề không ạ? Nên chúng ta phải học vào cái sơ đồ gốc. Là cái sơ đồ để chúng ta phải hình dung ra cách học và cách phương pháp làm.
Đúng không? Đừng bây giờ đừng có mà bây giờ mua những cái sơ đồ mà có màu sẵn, thì lúc đấy anh em học xong thì mua sơ đồ sẵn, màu sẵn thì rất tốt để anh em tra cứu nhanh hơn. Nhưng khi gặp cái xe mới nó tự nhiên nó màu đen gì chả hiểu nó là cái gì, thì lúc đấy mọi người sẽ bị rối hơn rất nhiều. Đó là như vậy. Vâng. Không, em chỉ sơ đồ chính này thôi, em chỉ toàn phân tích trên sơ đồ mạch điện là sơ đồ nguyên lý này thôi, chứ không sơ không phân tích cho em, không bóc ra từng mạch nhỏ đâu, mạch nhỏ mất thời gian lắm, nhìn sơ đồ chính này ra được ngay. Em chỉ đọc sơ đồ nguyên lý này là ra là sẽ làm được hết. Một chiếc xe em chỉ cần sơ đồ nguyên lý này em đã làm được, hoặc sơ đồ lắp ráp là em đã làm được, không cần thiết phải sơ đồ bóc tách, vì bóc tách nó rất phức tạp, quá nhiều sơ đồ rối. Chỉ cần quan trọng là sơ đồ nguyên lý và đã xác định được khoảng 80% rồi, còn sơ đồ chi tiết thì mở sơ đồ lắp ráp ra. Sơ đồ lắp ráp cực kỳ chi tiết, mọi người đọc ra sơ đồ lắp ráp mọi người sẽ thấy được rất nhiều hay bên trong đó. Ok, buổi hôm nay mọi người thấy được được không ạ? Cái nội dung hôm nay chia sẻ rất ít vì muốn mọi người thấy được mọi người thấy được là bây giờ mọi người thấy được là cái việc là buổi ngày hôm nay chia sẻ nội dung thì rất ít, nhưng mà mong muốn mọi người để hiểu được cái vấn đề em chia sẻ, đó là về dưa le, về thứ hai đó là về đọc sơ đồ thì nó mới là cái quan trọng đúng không ạ? Cảm ơn anh Quốc, anh Ái Quốc đúng không? Cảm ơn anh Quốc, nghèo lắm đúng không? Vâng, hay là bây giờ bán tài liệu cho giàu nhỉ? bán đi, bán tài liệu để cho nó giàu vậy. Vâng, cho giàu lên thì thôi bỏ nghề luôn, không phải sửa xe nữa. Vâng. Vâng, sơ đồ Yamaha ấy, thực tế như này nó cũng không quá phải khó học mà quá khó đọc, khó đọc. Yamaha cũng rất là chi tiết, chẳng qua nó liên quan đến cái việc đó là mọi người phải là gì, như nào, mọi người phải có sơ đồ to to thì mọi người mới đọc được, vì nó rất rộng, vì sơ đồ lắp ráp nó rất rộng. Mọi người muốn sơ đồ nhỏ mọi người sẽ rất khó hiểu, và thứ hai nữa là nó phải tra cái cách tra thôi đúng không ạ? Vâng, vài buổi nữa mọi người sẽ thích sửa xe FI hơn sửa xe số ấy, vì mình nói chuyện với xe được, mình giao tiếp được với xe đúng không? Xe có cái gì nó nói hết với mình. Vâng, à đúng rồi, có một số anh em nói là bây giờ mình bảo là không bán tài liệu ấy thì slide nó cũng lên trên đấy hết rồi, người ta cũng copy được hết rồi, thế bây giờ thì làm nào bây giờ? Vâng, rất nhiều mọi người có nhiều anh em nói rồi không bán ấy, thì bây giờ cũng chiếu slide lên trên này rồi thì người ta cũng nhìn thấy hết, người ta cũng copy được, người ta cũng làm được đúng không? Thế thì tự nhiên mình dạy quá. Vâng, rồi cảm ơn mọi người. Rồi anh Bằng có bảo gì kia, anh Bằng nói gì, bán rồi bán tài liệu á? Thực tế thì cái tất cả các sơ đồ này và các cái sơ đồ này mình không phải là mình nghĩ được ra được, đều là của hãng mà ra, chẳng qua là mình bóc làm sao để anh em đọc và dễ hiểu được thôi đúng không ạ? Vâng, phải đọc được sơ đồ thôi, không nhận xét vào vấn đề của người khác nha, em không nói, em không 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 nhận xét của người khác, em không bao giờ em nói chuyện của người khác, chuyện của mình thôi, đừng nhắc đến của người khác nó mang không hay được không ạ? Vâng, hôm nay thong thả, đáng lẽ bảo 10 giờ nghỉ có chút việc nhưng mà cuối cùng mất thành 11 giờ. Vâng, mọi người không nên nhắc cái việc của người khác nha, em không thích cái đấy, không nên nói xấu. Vâng, xem và mọi người có thể xem lại trên YouTube, em để trên YouTube để mọi người dễ tìm. À vâng. Vâng, cảm ơn anh Trung. Vâng. Vâng, cảm ơn mọi người. Mục đích chia sẻ mọi người thôi. Vì thực tế đến đến thời điểm bây giờ, mọi người dung là đến thời điểm bây giờ
Đến thời điểm mọi người hình dung là đến thời điểm bây giờ ấy, mọi người cho đi càng nhiều thì mọi người nhận được bấy nhiêu, đúng không ạ? Bây giờ mọi người hình dung như vậy chứ không phải giấu nghề được, nên là chia sẻ cho mọi người ấy, càng nhiều mọi người càng làm tốt thì đấy là cái cách của mình. Rồi bây giờ mình mất công mình chia sẻ mà anh em không làm được mới là vẫn buồn. Và mọi người sẽ hình dung nhá, mọi người phải làm que à, phải tải phần mềm ôn mô tô. Ngày mai em sẽ nhắc nha, mọi người sẽ nhắc lại mọi người này. Ngày mai mọi người sẽ sử dụng hai điện thoại tải phần mềm ôn mô tô về, một chiếc để xem, một chiếc để tra cứu. Và ngày mai em sẽ vừa làm vừa học. Ngày mai vừa làm vừa học và vừa hỏi nhá. Vâng, mọi người phải vừa làm vừa học vừa hỏi nhá. Em sẽ hỏi mọi người phải tra cứu nhá để mọi người hình dung cách làm quen với sơ đồ và phần mềm ôn mô tô, được không ạ? Phần mềm ôn mô tô. Và thứ hai mọi người phải in cái sơ đồ hôm nay em gửi cho mọi người ra. In nó ra mờ cũng được, đừng quan trọng. Cái sơ đồ đấy để học. Còn cái sơ đồ chính ấy mọi người phải làm nó phải treo trên tường ấy. Đấy là một cách mà em muốn chia sẻ với mọi người. Vì cái sơ đồ đấy mọi người chỉ học, mọi người ghi vào để cách hiểu thôi. Bẩn hay xấu không quan trọng. Để học và hiểu thôi. Còn cái chính mọi người phải làm đó phải treo những bức tranh sơ đồ to. Thứ nhất là trang trí cửa hàng và thứ hai nữa là để mình học. Đó mới là cái chính của em chia sẻ với mọi người. Và cho đi kiến thức và nhận lại yêu thương nhưng mà bị đói anh ạ. Đói lắm. Đói lắm. Nhận lại yêu thương nhưng bị đói lắm. Rồi cố gắng mượn đi, năn nỉ vợ đi. Tối nay năn nỉ vợ mượn cái điện thoại nữa anh ạ. Vâng. Vâng anh em nào chưa tải được thì thử comment lại nhá. Em sẽ kiểm bảo mấy bạn kỹ thuật bạn sẽ kiểm tra lại cho mọi người. Ở bên em thì hỗ trợ rất nhiều về phần kỹ thuật cho anh em thợ rất là nhiều. Thì cái bên em có rất nhiều mà có vài bạn kỹ thuật nữa để hỗ trợ. Vâng, chào anh Phát. Vâng, ok anh. Tải phần mềm máy tính đúng không? Được. Mai gửi TV em cài cho. Anh và anh Hưng nhá. Anh Cung Quang Hưng đúng không ạ? Trùm trùm Bắc Ninh nhỉ? Ông trùm Bắc Ninh. Vâng. Rồi anh tay ga Xuân Dần này có cả biết cả bồn nước à, hot thế. Sơ đồ không em gửi trên đường link ở trong nhóm rồi, mọi người vào trong nhóm mọi người tải về, cái đấy tự động mà. Mọi người chỉ có máy nó hỏi là mọi người có muốn tải hay không thôi. Muốn nhiều lại câu chuyện có rất nhiều anh cái máy nó hỏi, máy của em nó hỏi là mọi người có muốn tải hay không, muốn thì ấn vào đấy. Thì có nhiều anh em là ghi là có, anh nào ghi có ở trong đây không? Anh Phát bán đất ầm ầm, chuyên gia bất động sản thôi, tính gì? Vâng. Và mai anh em nào muốn cài đặt ôn mô tô trên máy tính ấy thì inbox bên em, các bạn kỹ thuật sẽ hướng TV qua cài cho mọi người. Thôi anh Xuân Dần đấy, anh tung lên video lên là nguy hiểm đấy, bị phạt giống như ở Sunny chưa, anh biết vụ phạt Sunny chưa, tung tin lên là nguy hiểm đấy. Vâng, của em là Nguyễn Hà thì phải, em không nhớ. Mai em gửi đường link như trên này, trên trên cái kênh cái nhóm của mình ấy. Và ok mọi người cứ đưa, mai cứ lên đường link em gửi cho, chiều chiều em báo mọi người kỹ thuật, bạn kỹ thuật gửi cho. Rồi livestream chăm gió nhỉ. Và vẫn còn hơn 300 anh em xem đúng không? Muốn nhiều lúc muốn xong livestream muốn dừng lắm nhưng mà thấy anh em bắt đầu lúc này mới tương tác được với anh em. Vâng, có bản 9.9 mới rồi anh Minh ạ. Có bản 9.9 mới rồi. Anh nào chưa update thì mai anh Minh liên hệ với người bên em ấy, bảo mấy bạn kỹ thuật bạn ấy hỗ trợ. Vâng. Rồi mọi người cố gắng chia sẻ những cái livestream này lên để chia sẻ cho mọi người. Năm nay thì em không kêu gọi ủng hộ vì thấy lùm xùm ủng hộ lắm. Bây giờ tự nhiên liên quan đến tiền nong là nguy hiểm lắm. Ủng hộ giúp đỡ anh em chính anh em đang làm thôi là tốt lắm rồi đúng không ạ? Vâng, tải về bình thường mà anh. Anh thử vào lại đi. Vào lại đi đúng không ạ? Đường link ở bài viết ở phần trước anh. Tất cả đều có hết rồi mà. Ngày mai nhé, ngày mai em sẽ lốt ngày buổi ngày mai sẽ có câu hỏi và bài tập đấy sẽ gửi lên mọi người sẽ trả lời online luôn nhé. Em sẽ làm những cái đường link đấy mọi người trả lời vào đấy, ví dụ như là câu hỏi này là A hay B, chọn A hay chọn B.
Và sau đó thì có những cái câu hỏi là bình luận phải viết trả câu trả lời ra, thì mọi người phải viết ra đó. Vâng, chào mọi người. Vâng. Vẫn thấy nhiều anh em mặt cáu quá, không biết là sao nhỉ, hay ấn nhầm, chắc nhiều anh em ấn nhầm đấy. Đúng không? Rồi mọi người cố gắng ngày mai tải phần mềm ôn mô tô, sử dụng hai điện thoại và in cái sơ đồ của bên em gửi cho mọi người, in ra nhá, in ra xấu hay đẹp không quan trọng, nét thì không nét thì để mục đích để ngày mai học, được không? Học ra. Có nhiều anh em nhá, người ta là gì, người ta in ra tờ A3 luôn, in ra luôn tờ A3, tức là nhìn ra tờ A3 nó to. Nhiều anh em mắt kém thì có tuổi ấy, nhiều anh em có tuổi rồi thì cố gắng in ra tờ A3 to đùng, to gấp đôi tờ A4 ấy, nhìn vẽ ở đấy luôn, treo luôn vào đấy, đúng không? Vâng, có cái câu nói là gì, bây giờ cho một nắm gạo thì là cứu người, mà cho một bao gạo là giết người, đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Cho một nắm gạo thì hôm nay để chống đói, không chết ngày hôm nay thôi, để mai thì dạ phải đi mà kiếm ăn. Còn cho bao gạo là luôn luôn trông chờ là hết bao gạo này này sẽ có bao gạo khác, nên là cố gắng cho mọi người là gì, cái một cái cần câu cơm, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Cho một bao gạo, cho một nắm gạo thì là cứu sống người, mà cho một bao gạo là giết người đấy, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Nhiều lúc muốn dừng livestream lắm, nhưng vẫn còn khoảng mấy trăm anh em xem này, 300 400 anh em này thì khó dừng quá. Chém gió nhỉ, buổi cuối giờ chém gió tí cho vui, lâu lâu không được xả chat. Vâng, chào anh Hưng. Thôi mọi người mệt rồi nghỉ thôi, đúng không ạ? Còn anh em nào ở lại thì giao lưu vài phút nữa rồi chúng ta cũng tắt livestream thôi. Em cũng mệt. Bên bên em cũng khá nhiều việc ban ngày. À, phần mềm Omodo cài được trên máy tính anh Phong ơi. Cài được trên máy tính nhá. Vâng, chào mọi người. Vâng, livestream nào cũng phải đạt được lên đến khoảng 500 1.000 anh em nhỉ. Vâng. Bao giờ phải livestream phải lên được 1.000 anh em xem mới kinh đúng không? Hay là phải dùng mai là dùng công nghệ tăng mắt xem lên cho nó hoành tráng nhỉ. Vâng. MST thì anh lợi, MST anh liên hệ với cung cấp ấy, cho nhà cung cấp ấy, người ta sẽ hỗ trợ anh nâng cấp, thì cái đấy phải gửi về thì phải chụp mã seri ấy, rất nhiều thứ. Vâng, chào mọi người. Vâng, vẽ cũng được, nhiều anh vẽ ra cũng được, vẽ ra để mình hiểu hơn cũng được. Vâng, mai lại gặp nhau. Mọi người nhớ cái câu em vừa nhắc chưa? Vừa nhắc mọi người là mai chuẩn bị gì chưa? Vâng. Vâng, anh em nào muốn tìm hiểu về một bất kỳ một cái công nghệ gì trên dòng xe máy ấy, có thể liên hệ bên em hoặc sang trực tiếp bên trung tâm bên em, sẽ có các bạn kỹ thuật hỗ trợ các anh, hướng dẫn anh nhiệt tình luôn, có cả nước uống luôn miễn phí, đúng không ạ? Cứ qua trung tâm đặt lịch nào, bây giờ em muốn ngày này ngày kia sang, ngày này giờ này sang học những cái này cái kia, anh em có được không, đúng không? Cứ xét lịch lên, comment lên, đúng không ạ? Cứ comment lên là nhắn tin là thầy ơi, à quên xin lỗi, ở bên hôm nay mình rảnh mình có qua bên này, mình muốn 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 tìm hiểu về smart key mất hết chìa hay gì gì không, thì cứ qua bên em đặt lịch trước, bên em sẽ có các bạn kỹ thuật hỗ trợ, có nước mát ngồi luôn, có nước nước lọc là nước mát luôn uống. Có các bạn kỹ thuật hỗ trợ một một luôn đó, chia sẻ mọi người là mọi người về làm được thôi. Ok không ạ? Mọi người sẽ cứ ngoài Bắc mình ấy đi đang đang đi đang đang hơi chậm về công nghệ, thì anh em muốn cố gắng làm sao đẩy anh em ngoài Bắc mình cố gắng mình chúng ta phát triển lên, đẩy cái nghề dịch vụ của mình cao lên một chút. Đúng không? Như anh em trong Nam đang chạy rất là nhanh rồi, ngoài Bắc mình đang hơi chậm. Cái mong muốn của em làm sao đẩy anh em ngoài Bắc mình cố gắng phát triển nhanh hơn nữa. Nhưng mà thấy anh em nhiều anh em là đang 30 năm trong nghề quá. Không không chịu cập nhật.
Mọi người cứ yên tâm đi, khi chúng ta học bỏ chút bất chút thời gian ấy, chúng ta tăng kiến thức vào đầu mình ấy, thì cái góc nhìn của mình tốt hơn, thời gian mình nhiều hơn, và cái chốt lại là thu nhập mình tốt hơn. Và thứ ba nữa là mình tự tin với khách hàng nhiều hơn rất nhiều, nói chuyện với khách hàng nó tự tin rất nhiều, đúng không? Và trung tâm ở số 1 Ngô Gia Tự nhá anh nhá, số 1 Ngô Gia Tự Long Biên Hà Nội, trung tâm ở số 1 Ngô Gia Tự Long Biên Hà Nội. Cứ inbox trước em, bên em các bạn kỹ thuật là ngày này giờ này muốn đến tìm hiểu cái này, nhắn trước. À anh Quốc à, anh Quốc hỏi có người đẹp không ạ? Có anh nhá, bên em rất nhiều người đẹp, giờ toàn tuyển các em xinh tươi thôi. Toàn tuyển anh em xinh tươi thôi, đến anh em thì đến học nó mới vui, có động lực đi học đúng không ạ? Có động lực thì muốn đến đây. Anh em cứ mang cái Facebook của mình ấy, mang ra cái quán cửa hàng photo ấy, bảo là tôi muốn in cái file này thì làm thế nào, thì người ta sẽ hướng dẫn mọi người tải về như nào. Các anh cứ mang cái file mà hôm nay mình tải về ấy, mang ra quán photo, bảo với chủ cửa quán ấy, bảo là bây giờ em muốn tải cái file này thì làm thế nào, thì người ta sẽ hướng dẫn các anh chi tiết luôn là làm thế nào, đúng không ạ? Vâng, thôi xin chào mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Được ạ. Thôi hẹn mọi người ngày mai. Thôi mỏi rồi, anh em cũng mỏi rồi đúng không ạ? 10 rưỡi rồi, làm cả ngày rồi, hôm nay mỏi rồi, nghỉ thôi. Chào hơn 200 anh em, vẫn còn hơn 200 anh em đang xem. Nhiều lúc muốn dừng lắm nhưng mà thấy nhiều anh em đang theo dõi, không muốn dừng. Mà nói nhiều thì nó lại trở thành không nói hay. Nói nhiều là không hay. Nói nhiều thì trở thành nói nhảm lắm. Rồi ok, chào mọi người, goodbye. Chúc mọi người buổi tối ngon. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Chuẩn bị những cái gì em yêu cầu nhá. Ngày mai chuẩn bị. À, anh Bằng vẫn ở lại à? Nội dung là FI thôi nhá. Hệ thống điện FI. Không có smart key ở đây nhá. Được không? Rồi, xin chào mọi người. Vẫn còn nhiều anh em quá, mấy trăm anh em này. Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay cái này nó đổi giao diện mới, nhìn nó lạ quá. Rồi, cũng 2 tiếng đồng hồ rồi. Vâng, đúng không ạ? Xem là tương tác bao nhiêu ạ? 1.900 lượt bình luận, gần 2.000 bình luận đấy anh ạ. Vâng, chào mọi người. Hôm nay gần 2.000 bình luận đấy. Nhưng mà số lượt chia sẻ đang giảm rồi. Có 264 lượt chia sẻ thôi. Và lượt like ít quá, có 460. Rồi, xin chào mọi người nhá. Chúng em sẽ kết thúc livestream ở đây. Hẹn mọi người vào 20 giờ tối ngày 20 giờ 30 tối ngày mai. Rồi, 20 giờ 30 tối ngày mai. Xin chào.